chương 5353, giao cho thuộc hạ chính là Oanh, giờ khắc này, toàn bộ quỷ vương điện phạm vi bên trong đều phát sinh vô tận bạo tạc, lúc đầu quỷ vương điện dãy núi lúc trước tử thần mộ chủ phá hủy bên dưới, liền đã tàn phá không chịu nổi, phế tích một mảnh, giờ khắc này ở tầng trần công kích đến lập tức lại lần nữa phát sinh đổ sụp, vô số đá vụn văng khắp nơi, phát ra ù ù oanh minh. Từng tòa cung điện hóa thành đổ nát thê lương, thậm chí ngay cả bao phủ lại quỷ vương điện bốn phía thủ hộ đại trận cũng là răng rắc một tiếng, ẩm vang vỡ tan, căn bản chịu không được nguồn lực lượng này. Quỷ vương điện bên ngoài, một đám nhân ảnh điên cuồng nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chính là trước đó thủ hộ tại quỷ vương điện ngoại giới ác khuê quỷ tương bọn người, giờ phút này bọn hắn thần sắc hoảng sợ, che chở xâm minh quỷ vương nội quyến điên cuồng nhanh lùi lại, đồng thời hãi nhiên nhìn xem quỷ vương điện trên không lơ lửng đạo kia nguy nga thân ảnh, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Lúc này tần trần, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở trong bầu trời, cái kia nở rộ vô tận thần uy thân ảnh, giống như là một tôn thần chi, nhìn xuống phía dưới con dân, cho ác khuê quỷ tương bọn người nội tâm tạo thành trước nay chưa có rung động cùng sợ hãi. Người này, vừa mới tựa hồ đem một đạo huyết sắc lưu quang đánh vào quỷ vương điện lòng đất, mà từ cái kia truyền lại mà đến quát lạnh âm thanh bên trong, tất cả mọi người mơ hồ đoán được đạo kia huyết sắc lưu quang thân phận. Huyết sắc quỷ tổ, T, từng đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh, tại quỷ này vương điện bên ngoài trong nháy mắt vang vọng, không chỉ có là ác khuê quỷ tương bọn người, Nguyên bản thủ hộ tại Quỷ Vương Điện ngoại vi rất nhiều cấm khu chi địa bên trong các cường giả giờ phút này cũng đều tâm thần kịch chấn. Đây chính là Huyết Sát Quỷ Tổ a, vùng đất bị vứt bỏ cấp cao nhất cấm khu chi chủ một trong, từng tung hoành vùng đất bị vứt bỏ vô số năm. Tại rất nhiều năm trước, Huyết Sát Quỷ Tổ từng tại vùng đất bị vứt bỏ đã dẫn phát kinh khủng giết chóc, bởi vậy đắc tội vùng đất bị vứt bỏ rất nhiều cường giả, nhưng lại không người có thể làm sao được hắn, cuối cùng là toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ bên trong rất nhiều cấm khu chi chủ liên thủ đem nó vây khốn, đồng thời định ra ước định, mới kết thúc trận kia náo động. Bởi vậy có thể thấy được huyết sát quỷ tổ khủng bố. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đường đường huyết sát quỷ tổ, vùng đất bị vứt bỏ cự đầu cấp cường giả, đúng là bị đạo này thân ảnh tuổi trẻ trực tiếp một trường đánh vào đến quỷ vương điện lòng đất. Một màn này, thật sâu điêu khắc ở tất cả mọi người chỗ sâu trong óc, cho bọn hắn trước nay chưa có rung động. Người này, đến tột cùng là ai? Là chủ nhân, ha ha, là chủ nhân, không giống với những cấm địa khác chi địa các cường giả kinh hãi, quỷ vương điện bên ngoài trong dãy núi, minh đao cùng sát quỷ lại là một mặt cuồng nghỉ, kích động nắm đấm đều siết chặt. Bọn hắn liền biết, chủ nhân là cường đại nhất, đứng đầu vô địch tồn tại. A, à, vô tận trong tiếng oanh minh, lúc này một đạo tức giận tiếng gào thét vang dội đến, oanh một tiếng, cái kia đổ sụp quỷ vương điện sâu trong lòng đất, một đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên phóng lên tận trời, chính là huyết sát quỷ tổ, kinh sợ nhìn xem trên đỉnh đầu tần trần. Lúc này huyết sát quỷ tổ, nơi nào còn có ngay từ đầu phách lối bá đạo bộ dáng, hắn toàn thân chật vật, khí tức suy yếu, đơn giản thật giống như một cái chạy nạn lão nhân, toàn thân cao thấp không có một tia hoàn hảo địa phương. Siêu siêu siêu, mà tại huyết sát quỷ tổ lao ra trong nháy mắt, quỷ vương điện sâu trong lòng đất, từng đạo thân ảnh khủng bố cũng theo đó phóng lên tận trời, nhao nhao đi tới quỷ vương điện trên không, chính là tử thần mộ chủ hòa long quỷ tổ một đám người, lúc này tất cả đều hồi hộp nhìn xem trên đỉnh đầu tần trần cùng huyết sát quỷ tổ, trong lòng không hiểu sợ hãi. Ha ha ha, vạn cốt gặp qua minh chủ, thuộc hạ liền biết, cái này khu khu huyết sát lão quỷ thế mà còn muốn thôn vệ minh chủ đại nhân, không biết sống chết, tự tìm đường chết. Vạn cốt minh tổ nhìn thấy bình yên vô sự tần trần cùng huyền quỷ lão ma, lập tức kích động hoa hoa kêu to, thần sắc phân chấn. Ánh mắt của mình, quả nhiên rất lợi hại, huyết sát huynh, đến cùng phát sinh cái gì, người này có thể từ huyết hải trong của người trốn tới. Lúc này tử thần mộ chủ ba người vội vàng đi tới huyết sát quỷ tổ bên người, nhìn xem khí thức cực kỳ suy yếu, giống như nhận lấy không thể vãn hồi trọng thương huyết sát quỷ tổ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhịn không được vội vàng mở miệng. Một bên... Long quỷ tổ mấy người cũng đều hồi hộp nhìn xem khí tức hư nhược huyết sát quỷ tổ cùng trên đỉnh đầu như là thần chi thần trần, chấn động trong lòng, cũng rất muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Huyết sát quỷ tổ huyết hải, chính là vùng đất bị vứt bỏ bên trong nhất tuyệt, mà bây giờ cái này nhất tuyệt lại bị người cho phá, Cút ngay, huyết sát quỷ tổ gặp tử thần mộ chủ bọn người tới gần, trong lòng không khỏi đại hận, cấp tốc cách cái chết thần mộ chủ ba người xa xa, nếu không có cái này tử thần mộ chủ, hắn như thế nào lại bị liên lụy đến trong cuộc chiến đấu này, khiến cho chật vật như thế, kém chút mệnh cũng bị mất. Mà huyết sát quỷ tổ cử động tự nhiên là để tử thần mộ chủ trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút, cảm thấy một tia không ổn. Đây là, muốn cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ a huyết sát quỷ tổ đương nhiên sẽ không để ý tới tử thần mộ chủ trong lòng bọn họ ý nghĩ, chỉ là hoảng sợ nhìn xem trên đỉnh đầu tần trần, hoảng sợ cắn răng nói các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lược, giữa ngươi và ta cũng không thâm cửu đại hận, cần gì phải muốn chém tận giết tuyệt đâu. Nội tâm của hắn sớm không cùng tần trần giao phong suy nghĩ, chỉ muốn cầu xin tha thứ. Không có cách nào, bây giờ hắn vô tận huyết hải đều đã bị tần trần hấp thụ chỉ ít một nửa trở lên, lúc trước cùng tần trần giao thủ để hắn biết rõ, bằng vào hắn cùng tử thần mộ chủ mấy người muốn đối phó tần trần vậy căn bản là chuyện không thể nào cưỡng ép đối kháng kết quả sau cùng chỉ có thể là chết ở chỗ này cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cầu xin tha thứ cũng không đáng xấu hổ ha ha cũng không thâm cừu đại hận tần trần đứng ngạo nghễ hư không cười lạnh một tiếng không nói đến các hạ liên hợp tử thần mộ chủ thương bản tọa dưới trướng càng là muốn thôn phệ bản tọa đem bản tọa chém giết cái này chẳng lẽ không phải thâm cừu đại hận huống chi lúc trước ngươi đắc tội bản tọa, bản tọa đại phát nhân từ, đã bỏ qua cho ngươi một lần, ngươi nhưng như cũng ngu xuẩn mất khôn, còn dám tiếp tục nhằm vào bản tọa dưới trướng, bản tọa lại há có thể không giết ngươi. Tần trần ngữ khí băng lãnh, như là lưỡi đao, bỏ qua cho ta một lần, huyết sát quỷ tổ sướng sờ, chuyện xảy ra khi nào. Sắc mặt hắn khó coi, vội vàng nói, tại hạ chẳng biết lúc nào từng đắc tội qua các tiền bối, nếu là từng mạo phạm qua tiền bối, lại sao dám lần nữa đắc tội tiền bối lúc này huyết sát quỷ tổ đã bất chấp gì khác đem tư thái thả cực thấp lấy tiền bối tương xứng tần trần nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là sống sót nghĩ hắn từ một kẻ tử linh tu luyện tới bây giờ tình trạng trải qua bao nhiêu gặp trắc trở đó là thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng lại há có thể cứ như vậy chết ở chỗ này mà nghe được huyết sát quỷ tổ xưng hô lòng quỷ tổ bọn người trong lòng tất cả giật mình tiền bối huyết sát quỷ tổ vậy mà xưng hô đối phương là tiền bối Đến bọn hắn thân phận này cùng cảnh giới, cái nào không phải người kiệt ngạo. Tùy tiện không phục người, năm đó liền xem như huyết sát quỷ tổ bị bọn hắn vùng đất bị vứt bỏ rất nhiều cấm khu chi chủ vây khốn, cũng không nói đem tư thái bầy thấp như vậy, nhưng hôm nay, đây là đến có bao nhiêu sợ hãi, mới có thể nói ra xưng hô như vậy. Tử thần mộ chủ ba người phía sau lưng thậm chí đã bắt đầu toát ra đổ mồ hôi. Tần Trần cười lạnh, các hạ thật đúng là trí nhớ tốt, trước đây không lâu, các hạ từng lợi dụng huyết mạch chi thuật truy tung bản tọa dưới trướng, bản tọa đánh gãy các hạ cấm thuật, chỉ là lược thi trừng trị, làm sao, nhanh như vậy liền quên. Lúc trước đánh tan bản tổ, không, đánh tan tại hạ cấm thuật chính là tiền bối. Huyết sát quỷ tổ giật mình, hắn lập tức hiểu được tần trần nói tới ý tứ, lúc trước hắn cùng tử thần mộ chủ truy tung xâm minh quỷ vương, kết quả hắn huyết mạch truy tung chi thuật từng bị một cỗ cường đại lực lượng đánh gãy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là xâm minh quỷ vương thôi động tử hải chi lực cắt đứt cảm giác của hắn, nghĩ không ra lại là tần trần. Tiền bối, lúc trước sự tình, tại hạ không biết, nếu không lại sao dám lần nữa đắc tội tiền bối. Huyết sát quỷ tổ trong lòng chính là đại hận, lại là tử thần mộ chủ, nếu không có tử thần mộ chủ, hắn như thế nào lại đắc tội đối phương. Lúc này nội tâm của hắn hận nhất đến ngược lại là tử thần mộ chủ. Ha ha, người một câu không biết là có thể. Lúc trước, bản tỏa từng nói qua, chỉ cần ngươi buông ra huyền quỷ lão ma, quỳ xuống nhận lầm, bản tỏa có thể tha cho ngươi một cái mạng, có thể kết quả, người chấp mê bất ngộ, lại còn dám liên hợp tử thần mộ chủ đối phó bản tọa, bản tọa đã tha cho ngươi nhiều lần, ngươi lại nhiều lần chấp mê bất ngộ, bây giờ, hẳn là còn muốn bản tọa lại tha cho ngươi một lần sao? Oanh, tần trần quát lạnh lên tiếng, thanh chấn như sấm, trong khoảnh khắc, một cỗ khí thức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra, cỗ khí thức này ẩn chứa kinh người lực lượng không gian, giống như đại dương minh mông, hung hăng trấn áp tại huyết sát quỷ tổ trên thân, liền muốn đối với hắn lại lần nữa động thủ. Tiền bối, huyết sát quỷ tổ kinh hãi, còn xin dừng tay, là tử thần mộ chủ, hết thảy đều là người này xúi dục tại hạ, tại hạ nguyện ý lấy công chuộc tội, chỉ cầu tiền bối tha tại hạ một mạng. Nói đến đây, huyết sát quỷ tổ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra đến một đạo lăng lệ hung quang, hắn không đợi tần trần đáp lời, cả người đúng là hướng phía tử thần mộ chủ trực tiếp bạo lược mà đi. Tử thần mộ chủ, người xui khiến ta đối với mình chủ tiền bối xuất thủ, tội đáng chết vạn lần, hôm nay... Bản tổ liền muốn giết người vùng đất bị vứt bỏ này u ác tính, là minh chủ tiền bối giải tâm đầu mối hận. Oanh một tiếng, thoại âm rơi xuống, huyết sát quỷ tổ toàn thân huyết khí phun trào, đột nhiên căng phồng lên đến, lại lần nữa hóa thành một đạo hảo hãn vuông dương, đối với tử thần mộ chủ chính là hung hăng oanh kích mà đến. Huyết sát huynh, người điên rồi sao? Tử thần mộ chủ kinh sợ giống to, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng là, huyết sát quỷ tổ huyết hải lĩnh vực cấp tốc huấn lượt một đạo vô hình huyết quang bao phủ lại tử thần mộ chủ, đồng thời, mình mông huyết hải liều lĩnh, trực tiếp đánh phía tử thần mộ chủ, căn bản không có nửa điểm lưu thủ. Đều là ngươi, nếu không phải là ngươi, bản tổ há lại sẽ đắc tội tiền bối, người tội đáng chết vạn lần. Huyết sát quỷ tổ giận dữ hết, thanh âm phẫn nộ, giống như dốc hết tử linh trường hà chi thủy đều không thể dội tắt trong lòng hắn hận ý. Ngươi, tử thần mộ chủ kinh sợ, không dám khinh thường, trong lúc nguy cấp chỉ có thể thôi động lưới hái tử thần, phẫn nộ phách trảm mà ra. Oanh, lưới hái tử thần mang theo mông lung đen kịt đao ảnh, đem huyết sát quỷ tổ oanh ra huyết hải trong nháy mắt phách trảm ra cái kia lưỡi hái tử thần bên trong ẩn chứa khủng bố tự ý càng là điên cuồng chấn động huyết sát quỷ tổ ý chí hải a à, huyết sát quỷ tổ phát ra thống khổ gào thét lưỡi hái tử thần chính là đỉnh cấp hóa vàng đủ để phá vỡ huyết hải chi uy làm bị thương hắn thần hồn nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ nhưng hôm nay huyết hải của hắn đã bị tần trần cướp đi hơn phân nửa ý chí cũng bị chôn vùi rất nhiều thần hồn bị hao tổn, lưỡi hái tử thần công kích lập tức mang đến cho hắn thương tổn cực lớn. Tử thần mộ chủ, người tên hỗn đản này, giết. Đau nhức kịch liệt bên trong, huyết sát quỷ tổ điên cuồng gào thét, đôi mắt dữ tợn, điên cuồng đánh tới. Rầm rầm rầm, nhất thời, thiên địa chấn động, huyết sát quỷ tổ cùng tử thần mộ chủ điên cuồng giao thủ, một cái phun trào vô tận huyết hải, một cái thôi động lưỡi hái tử thần, song phương đánh người chết ta sống, hôn thiên ám địa, hư không đều bị oanh kích ra từng đạo vết nứt, kịch liệt rung động. Một màn này, trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Tình huống gì, huyết sát quỷ tổ cùng tử thần mộ chủ không phải một bọn sao? Làm sao xong phương vậy mà tử chiến đi lên? Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc, long quỷ tổ bọn người càng là hồi hộp nhìn về phía tần trần, trước đó người này cùng huyết sát quỷ tổ ở giữa xảy ra chuyện gì? Tại sao lại để tung hoành vùng đất bị vứt bỏ nhiều năm như vậy huyết sát quỷ tổ sợ hãi như vậy, vậy mà tình nguyện liều chết cùng tử thần mộ chủ giao thủ, cũng không nguyện ý sẽ cùng là địch? Không chỉ có là bọn hắn, Tần Trần cũng là ngây ngẩn cả người. Ha ha, cái này huyết sát quỷ tổ, thật đúng là quả quyết. Tần Trần lắc đầu, chính mình còn không có thật động thủ với hắn đâu, cái này huyết sát quỷ tổ liền cùng Tử Thần Mộ chủ tử chiến đi lên, nếu như lúc này tự mình ra tay, chẳng phải là giúp Tử Thần Mộ chủ. Trong lúc nhất thời, Tần Trần đành phải dừng lại xuất thủ, nhìn về phía huyết sát quỷ tổ, chỉ gặp hắn cùng Tử Thần Mộ chủ điên cuồng chém giết cùng một chỗ, hai người đều là liều mạng, không ngừng đánh về phía nơi xa bản nguyên khuấy động, tử khí trùng thiên. Ha ha, đây là muốn vừa đánh vừa chạy. Tần Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, đồng thời trong thân thể, một cỗ vô hình không gian lĩnh vực đột nhiên phóng thích ra, oanh, trong nháy mắt bao phủ lại trong phạm vi mấy chục triệu giảm hư không. Lập tức giữa thiên địa, một cỗ vô hình không gian uy áp tràn ngập, làm cho ở đây tất cả mọi người thân thể đều là trầm xuống. Về phần ác khuê quỷ tương cùng bên ngoài trong dãy núi rất nhiều cấm khu chi địa nhị trọng siêu thoát cường giả, càng là thân thể kịch chấn, nhao nhao rơi xuống đất, gian nan chống đỡ lấy không quỷ sát xuống dưới, căn bản là không có cách động đậy đứng lên. Không chỉ có là bọn hắn, ở đây hết thảy cấm khu chi chủ cũng là sắc mặt đại biến. Nguồn lực lượng không gian này, long quỷ tổ bọn người nhao nhao ngẩng đầu, mặt lộ hãi nhiên. Tần Trần phóng thích ra lực lượng không gian bởi vì phạm vi bao phủ quá rộng, cho nên uy lực chỉ là chân chính chiến đấu phóng thích lúc một phần mười cũng chưa tới mà thôi, có thể vẻn vẹn một phần mười này uy lực cũng chưa tới lực lượng không gian, liền để ở đây không ít cấm khu chi chủ quanh thân hư không kịch liệt rung động, giống như phải thừa nhận không nổi bình thường. Thật là khủng khiếp lực lượng không gian, Long quỷ tổ bọn người lúc này cuối cùng minh bạch trước đó vì cái gì tần trần cùng vạn minh tà tôn giao thủ, có thể nhanh như vậy liền đem đối phương chém giết. Tần trần lực lượng không gian quá kinh khủng, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn giảm hư không liền có thể có như thế uy lực, một khi chiến đấu, lực lượng không gian hình thành tuyệt đối không gian lĩnh vực, tại chỉ có vạn dặm phương viên trong không gian chiến đấu, đối phương không gian lĩnh vực chịu uy đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Sợ là có thể trong nháy mắt liền đem ở đây tuyệt đại đa số vĩnh hằng trật tự cảnh cường giả trật tự lĩnh vực cho xé rách oanh phá. Mà đã mất đi trật tự lĩnh vực ưu thế tam trọng siêu thoát, chẳng khác gì là trong chiến đấu đã mất đi một tay, thì như thế nào có thể làm tần trần đối thủ. Nghĩ rõ ràng điểm này long quỷ tổ bọn người đều là hoảng hốt. Tần Trần tự nhiên không biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, vô tận lực lượng không gian tràn ngập ra đi, lập tức liền đem huyết sát quỷ tổ cùng tử thần mộ chủ cũng bao phủ tại lực lượng không gian của mình bên dưới. Huyết sát quỷ tổ, người sẽ không phải muốn dùng lấy chiến đấu cơ hội chạy trốn đi. Tần Trần hít mắt, đạm mạc nói ra, khóe miệng phát hỏa cười lạnh. Lộp bộp, nghe vậy, huyết sát quỷ tổ trong lòng giật mình, nói thật, lúc trước hắn thật là có quyết định này. Tử thần mộ chủ thực lực cỡ nào, Mặc dù hắn huyết sát quỷ tổ danh xưng bất tử bất diệt, nhưng ở vùng đất bị vứt bỏ có một ít cấm khu chi chủ mặc dù hắn không sợ, nhưng đối phương cũng không sợ hắn. Tử thần mộ chủ chính là một trong số đó. Có được lưỡi hái tử thần món này đỉnh cấp hóa vàng tử thần mộ chủ, liều mạng đứng lên, huyết hải của hắn chưa hẳn liền có thể đem đối phương thật vây khốn. Cho nên huyết sát quỷ tổ bây giờ liều chết chiến đấu, kỳ thật cũng chưa hẳn không phải muốn lợi dụng cùng tử thần mộ chủ chiến đấu cơ hội, rời đi tần trần khống chế, tìm cơ hội thoát đi nơi đây. Một khi hắn đào thoát nơi đây, từ hải chi địa cực kỳ bao la, liền xem như vùng đất bị vứt bỏ tránh không đi xuống, hắn còn có thể trốn đến từ hải chỗ sâu đi, hắn cũng không tin tần trần còn có thể vì hắn xông xáo tất cả từ hải chỗ sâu cấm địa không thành. Nhưng bây giờ cảm nhận được bốn phía mơ hồ lực lượng không gian, huyết sát quỷ tổ khóe miệng phát hỏa cười khổ, hắn biết mình ý nghĩ này sợ là đã thất bại. Tần trần không gian lĩnh vực khủng bố hắn lại quá là rõ ràng, tại đối phương lực lượng không gian bao phủ xuống, hắn muốn đào thoát tần trần khống chế, cái kia không thể nghi ngờ là khó như lên trời một khi chọc giận tần trần vậy hắn sợ là thật không có bất kỳ cái gì hy vọng sống sót giết nghĩ tới đây hắn căn bản không còn dám có bất kỳ ẩn tàng giữ tợn gào thét lên tiếng oanh một tiếng kinh khủng huyết hải chi lực sôi trào đúng là trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực vì đánh giết tử thần mộ chủ huyết sát quỷ tổ trực tiếp bốc cháy lên chính mình bản nguyên mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn nguyên bản trọng thương bản nguyên lại lần nữa bị hao tổn nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến hắn cảnh giới rơi xuống, nhưng hắn đã không lo được nhiều như vậy. Bởi vì hắn biết, giờ khác này ở nơi này, hắn cùng tử thần mộ chủ ở giữa, chỉ có thể có một cái sống sót. Oanh, biển máu vô tận trực tiếp bao phủ lại tử thần mộ chủ. Hỗn đản, huyết sát quỷ tổ người điên rồi sao? Tử thần mộ chủ gầm thét, đối phương vậy mà bốc cháy lên bản nguyên, đây là sự thực cùng mình liều mạng, triệt để không có khả năng cứu vãn, cái kia từng đạo huyết hải trực tiếp đánh vào trên người hắn, làm cho tử thần mộ chủ thân thân thể phát ra suy suy tiếng vang, giữa hai bên bản nguyên đang nhanh chóng chôn vùi. Tên điên, tên điên, tử thần mộ chủ tâm đầu kinh sợ, huyết sát quỷ tổ làm như vậy cơ hồ là đồng quy vô tận phương pháp, dùng bản nguyên đến chôn vùi bản nguyên, liền thấy ai bản nguyên càng hùng hậu, ai càng có thể chống đỡ, đây là đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn tám trăm thủ đoạn. Tên kia thật có khủng bố như vậy, để huyết sát quỷ tổ tình nguyện đồng quy vô tận, cũng không dám cùng hắn là địch sao. A. À lúc đầu tử thần mộ chủ còn ôm lấy vãn hồi huyết sát quỷ tổ suy nghĩ nhưng là hiện tại hắn ý nghĩ này đã triệt để dập tắt kinh sợ hắn trực tiếp cũng bốc cháy lên chính mình bản nguyên huyết sát quỷ tổ đã ngươi nổi điên muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi tử thần mộ chủ thần sắc điên cuồng đem tự thân bản nguyên giống như điên dung nhập vào trong tay lưỡi hái tử thần phía trên oanh cái kia lưỡi hái tử thần phía trên đột nhiên nổ bắn ra từng đạo trói mắt phù văn trong những phù văn này kích xạ đi ra từng đạo sợi tơ màu đen đầy trời sợi tơ màu đen cấp tốc dung hợp, hóa thành một thanh thông thiên đao ảnh màu đen, đối với phía trước huyết sát quỷ tổ chính là ầm vang chém rụng xuống dưới. Oanh, huyết hải sôi trào, huyết sát quỷ tổ huyết hải vốn là tại tần trần hấp thu bên dưới, chỉ lưu lại 3 phần 10 tả hữu sức chiến đấu, bây giờ bị tử thần mộ chủ một đao này bổ chúng, huyết hải bốc hơi, bản nguyên chôn vùi, càng là phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, thần hồn bị trùng điệp một sáng tạo. Nhưng hắn nhưng không có chút nào tránh lui, Ngược lại là càng điên cuồng thiêu đốt huyết hải của chính mình, điên cuồng bao trùm Tử thần mộ chủ, muốn chôn vùi thần hồn của hắn. Đồng Quy Vô Tận, huyết sát quỷ tổ rất rõ ràng, hôm nay không phải Tử thần mộ chủ chết, chính là hắn vong, hắn cùng Tử thần mộ chủ ở giữa nhất định phải chỉ có thể có một người sống sót. A, à, Tử thần mộ chủ gầm thét, cự linh quỷ tổ, cửu anh lão quỷ, các ngươi còn lo lắng cái gì? Mau tới giúp ta, chờ ta chết, các ngươi cho là mình còn có thể sống sót sao? Hắn thoại âm rơi xuống, Vừa nhìn về phía Long Quỷ tổ bọn người, giận dữ hét, "Còn có Long Quỷ tổ, chư vị, người này không biết lai lịch ra sao, vừa ra tới, ngay tại ta vùng đất bị vứt bỏ tạo thành như vậy giết chóc, ngay cả huyết sát quỷ tổ đều bị người này sợ đến như vậy. Lấy người này thực lực, một khi chúng ta vẫn lạc, chư vị coi là sẽ có kết quả tốt sao? Hắn dám giết vạn minh tà tôn, dám giết bản tọa, dám giết huyết sát quỷ tổ, liền dám giết chư vị, chúng ta vừa chết, chư vị tất nhiên sẽ trở thành người này thịt trên thớt, tùy ý người này xâm lược." Tử thần mộ chủ liên tục gào thét, nghe được tử thần mộ chủ lời nói, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi. Không thể không nói, huyết sát quỷ tổ cử động điên cuồng, còn có tử thần mộ chủ lời của bọn hắn, lại thêm vạn minh tà tôn lúc trước vẫn lạc, để đám người đối với tử thần mộ chủ lời nói, cũng nhịn không được có một tia tán đồng. Bây giờ vùng đất bị vứt bỏ, kỳ thật quanh năm đến một mực giữ vững một cái cân bằng, giữa lẫn nhau mặc dù có tranh đấu, nhưng chém giết cũng không nhiều có thể tần trần nhất xuất hiện lập tức liền phá vỡ vùng đất bị vứt bỏ ẩn tàng cân bằng đây là đám người căn bản không nguyện ý nhìn thấy cự linh quỷ tổ cửu anh lão quỷ các người còn lo lắng cái gì tử thần mộ chủ điên cuồng bổ ra trước mắt ngập trời huyết hải thân thể của hắn bị vô tận huyết hải điên cuồng thiêu đốt thống khổ gào thét giết cự linh quỷ tổ cùng cửu anh lão quỷ do dự một chút trượt mặt lộ dữ tợn hướng phía huyết sát quỷ tổ điên cuồng đánh tới bất kể như thế nào tử thần mộ chủ hiện tại còn không thể chết một khi tử thần mộ chủ chết hai người bọn họ tất nhiên một cây chẳng chống vững nhà nhìn thấy cự linh quỷ tổ cùng cửu anh lão quỷ xuất thủ tần trần ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn về phía vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma hai người các ngươi đi giúp một chút huyết sát quỷ tổ cũng đừng làm cho hắn chết thay bản tọa làm việc người chỉ có thể giao cho bản tọa tới giết bị những người khác giết chết truyền đi chẳng lẽ không phải quá mức mất mặt là minh chủ giát giát minh chủ đại nhân giao cho thuộc hạ chính là vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma liếc nhau, đều là rát rát lên tiếng, thân hình bỗng nhiên bạo lược mà lên, lao thẳng tới phía dưới chiến trường. Thấy cảnh này, một bên long quỷ tổ bọn người rốt cuộc nhịn không được, bọn hắn liếc nhìn nhau, ngay cả vừa xài bước ra, nhao nhao hướng phía chiến trường chỗ tới gần một phần. Ân, long quỷ tổ bọn hắn vừa mới động, tần trần chính là bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy người, một cỗ lăng lệ sát ý, từ tần trần thân bên trên đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại long quỷ tổ bọn người. Chư vị, đây là muốn là tử thần mộ chủ ra mặt, cùng bản minh chủ là địch sao. Oanh, sát ý kinh khủng, giống như đại dương minh mông, điên cuồng quét sạch, truyền lại ra mãnh liệt túc sát chi ý, làm cho long quỷ tổ bọn người nhao nhao biến sắc. Trường 5354, đầy đủ lực lượng. Lúc này tần trần thân dâng lên động sát ý khủng bố liền như là như đại dương minh mông, cấp tốc lướt qua ở đây tất cả cấm khu chi chủ, mang theo từng tia từng tia cảnh cáo, phảng phất chỉ cần bọn hắn có bất kỳ dị động, liền muốn bạo khởi mà kích một dạng. Cái này khiến ở đây rất nhiều cấm khu chi chủ sắc mặt đều là đại biến. Có cấm khu chi chủ sắc mặt âm trầm, hư lạnh nói các hạ đây là ý gì? Có ý tứ gì? Tần Trần cười nhạo một tiếng, hít mắt nhìn về phía đối phương, lời này, hẳn là ta đến hỏi thăm chư vị mới đúng chứ? Bây giờ bản minh chủ dưới trướng đang cùng tử thần mộ chủ giao thủ, chư vị cùng tiến lên trước, làm sao, chư vị đây là muốn chết thay thần mộ chủ ra mặt khó xử bản minh chủ sao. Oanh, thoại âm rơi xuống, tần trần thân bên trên đột nhiên phun trào càng thêm mãnh liệt sát ý, cỗ sát ý này giống như thần hồng, phóng lên tận trời, thẳng vào cửu thiên vân tiêu, chấn động hư không. Bản minh chủ cảnh cáo trước đặt ở phía trước, hôm nay ai nếu là dám giúp tử thần mộ chủ, chính là bản minh chủ địch nhân, đối đãi địch nhân, bản minh chủ tuyệt không nhân từ nương tay. Tần trần ánh mắt bế nghế, đối mặt ở đây một đám cấm khu chi chủ, đúng là không có chút nào nhượng bộ. Một màn này, làm cho xa xa ác khuê quỷ tương cùng rất nhiều cấm khu chi địa các cường giả nhau nhau hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm. Cuồng, thật ngông cuồng, bây giờ đứng tại tần trần trước mặt mỗi cái đều là vùng đất bị vứt bỏ cấm khu chi chủ, tam trọng vĩnh hằng trật tự cảnh siêu thoát cường giả, tùy tiện sách đi ra một tôn, vậy cũng là dậm chân một cái vùng đất bị vứt bỏ đều muốn run rẩy một chút tồn tại. Mà tần trần lấy lực lượng một người đối mặt cái này rất nhiều cấm khu chi chủ, chẳng những không có chút nào vẻ sợ hãi, còn nói ra như vậy chi cuồng lời nói, chẳng lẽ liền không sợ cùng toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ là địch sao? Mà tần trần lần này ngôn ngữ, tự nhiên cũng là để những cấm địa khác chi chủ sắc mặt âm trầm, trong lòng tức giận không thôi. Hừ, các hạ khó tránh khỏi có chút cuồng vọng đi. Xúc tử thần mộ chủ chính là đối địch với ngươi, làm sao, chẳng lẽ nói chúng ta vùng đất bị vứt bỏ tất cả mọi người muốn thuận ngươi mới được sao? Đây là cỡ nào đạo lý? Cuống chi chúng ta tung hoành vùng đất bị vứt bỏ nhiều năm như vậy, duy trì vùng đất bị vứt bỏ trật tự, các hạ chính là tu vi thông thiên, lại há có thể một tay che trời." Có cấm khu chi chủ tức giận nói ra, đôi mắt lạnh lùng, nếu không có bởi vì Tần Trần lúc trước trong chớp mắt chém giết vạn minh tà tôn, thực lực kinh người, biến thành người khác dám ở trước mặt bọn hắn nói như vậy, bọn hắn đã sớm động thủ diệt đối phương. Không chỉ có là hắn, những cấm địa khác chi chủ cũng đều ánh mắt băng lãnh. Nói thật, bọn hắn trước đó chỉ là chấn kinh tần trần cường đại, có chỗ kiêng kỵ mà thôi, nhưng bây giờ tần trần lời nói không khỏi cũng quá không nể mặt bọn họ. Có thể trở thành cấm khu chi chủ cái nào là dễ đối phó, mặc kệ là tại vùng đất bị vứt bỏ hay là tại ngoại giới đều là cự đầu một dạng nhân vật, tần trần những cử động này đơn giản căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Tần trần nhìn người nói chuyện một chút. Đây là một tôn toàn thân có lân giáp đen kịt cấm khu chi chủ, đầu sinh độc giác, khi còn sống cũng không biết là chủng tộc nào, màu đỏ sậm đồng tử nở rộ lãnh quang, giống như là muốn nhắm người mà phệ, có một loại không hiểu hung hãn chi khí phun trào. Nhưng Tần Trần lại là hồn nhiên không sợ, thậm chí có chút không nhìn đối phương, chỉ là thản nhiên nói, người nói bản minh chủ cuồng vọng cũng được, nói bản minh chủ một tay che trời cũng được, hôm nay bản minh chủ đã đem nói để ở chỗ này, ai động thủ, người đó là bản minh chủ địch nhân, các hạ không tin đều có thể thử một lần. Oanh, Tần Trần thân bên trên nổ bắn ra sát cơ lăng lệ, trực tiếp tuôn hướng đối phương, sát ý đáng sợ kia cơ hồ hóa thành thực chất, liền nghe đến răng rắc một tiếng, hư không đều tại cái này một cỗ sát ý phía dưới vỡ ra một cái khe, trong nháy mắt bạo chảm hướng tên kia cấm khu chi chủ. Cấm khu này chi chủ hiển nhiên không ngờ tới tại trước mặt nhiều người như vậy, tần trần lại vẫn dám đối với hắn chủ động xuất thủ, hắn nhất thời không quan sát, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, tần trần nổ bắn ra tới không gian sát ý chi lực đã đi vào trước mặt hắn, vội vàng gầm thét phía dưới đấm ra một quyền. Giống, quyền uy quét ngang, cái này toàn thân lân giáp cấm khu chi chủ dưới một quyền, hư không chấn động, phảng phất lại một đầu hoang cổ mãnh thú từ giữa thiên địa cuồng mãnh đập ra, gào thét gầm thét, muốn cắn xé thiên địa, cùng Tần Trần kích phát ra không gian sát ý chi lực ầm vang đụng vào nhau. Liền nghe đến oanh két một tiếng nổ đùng, tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, đầu kia vô hình hoang cổ mãnh thú tại Tần Trần công kích phía dưới ầm vang vỡ nát, hung hăng bổ vào cái này một tên cấm khu chi chủ che kín lân giáp trên quyền diện. Răng rắc một tiếng, người này đau hừ một tiếng trên quyền diện kiên cố lân giáp bị chém vỡ nát, đồng thời trên quyền diện xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, từ khí khuấy động ở giữa, cả người bạch 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 liên tiếp lui về sau 7, 8 bước, lúc này mới ổn định thân hình. Hư cá xấu chi tổ, những cấm địa khác chi chủ thấy thế nhau nhau biến sắc, hồi hộp nhìn về phía tần trần. Vẹn vẹn tùy ý kích phát ra một đạo khí kinh mà thôi, lại liền đánh lui vĩnh hằng trật tự cảnh hư cá sấu chi tổ, tuy nói lúc trước hư cá sấu chi tổ xem như nhất thời không quan sát, vội vàng xuất thủ, có thể thực lực thế này, hay là để đám người biến sắc, tim đập loạn. Ngươi, mà hư cá sấu chi tổ tại trước mắt bao người bị đánh lui, càng là mặt mũi mất hết, sắc mặt đỏ lên, trong lòng giận tím mặt. Oanh, có kinh khủng hắc ám khí tức tử vong từ trên người hắn phóng lên tận trời, hư cá sấu chi tổ kinh sợ nhìn về phía một bên gui long quỷ tổ, tức giận nói, gui long huynh, người này quá mức phách lối, không bằng chúng ta cùng nhau xuất thủ, cho hắn một bài học, để cho hắn biết vùng đất bị vứt bỏ này cũng không phải hắn bá đạo phách lối chi địa. Hư cá sấu chi tổ nổi giận đùng đùng, nhưng không có tùy tiện phóng tới Tần Trần. Lúc trước Tần Trần một kích để hắn thật sâu minh bạch Tần Trần khủng bố, chính hắn một người tiến lên nói không chừng liền sẽ giống vạn minh tà tôn một dạng bị chém giết. Có thể lúc trước khẩu khí kia hắn là thế nào cũng vô pháp nuốt xuống, chỉ có thể xin giúp đỡ hướng vui long quỷ tổ, muốn cho vui long quỷ tổ thay mình ra mặt. Chỉ cần bọn hắn nhiều như vậy cấm khu chi chủ cùng nhau xuất thủ, chẳng lẽ còn sợ trước mắt tên kia phải không? Hư cá sấu huynh an tâm chớ vội, Cui Long Quỷ Tổ giơ tay lên, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là tức giận không thôi, nhưng lúc trước Tần Trần bạo lộ ra thực lực lại là để hắn cực kỳ kiêng kỵ, không dám vọng động. Đã thấy hắn lên trước một bước, híp mắt nhìn xem Tần Trần, chắp tay cười nói, "Bằng hiếu, chúng ta không phải muốn cùng các hạ là địch, chỉ là từ thần mộ chủ, cự linh quỷ tổ, cửu anh lão quỷ còn có huyết sát quỷ tổ mấy người bất kể nói thế nào, đều là ta vùng đất bị vứt bỏ đồng đội." Bây giờ từ Hải Cấm Địa sắp mở ra, ta vùng đất bị vứt bỏ bất luận cái gì một tôn cấm khu chi chủ đều đầy đủ chân quý. Dạng này, hôm nay các hạ không bằng bán lão phu một cái chút tình mọn, trước hết mời dừng tay, về phần mấy người kia đắc tội bằng hữu nên xử trí như thế nào, chúng ta quay đầu bàn lại, như thế nào. Cui Long quỷ tổ vừa cười vừa nói, hắn tự cảm thấy mình cấp bậc lễ nghĩa đã làm đến nơi đến chốn đối phương bất luận như thế nào. Xem ở bọn hắn nhiều người như vậy trên mặt, cũng sẽ cho hắn một bộ mặt. Không thế nào, nhưng mà tần trần lại là cười lạnh một tiếng, một chút mặt mũi cũng không cho, lạnh lùng nói, hôm nay cái này tử thần mộ chủ, bản minh chủ là tất sát không thể nghi ngờ, chư vị nếu là không động thủ, đó còn là bản minh chủ bằng hiếu, nhưng nếu là ngăn cản bản minh chủ, hừ, tự gánh lấy hậu quả. Sứt lời, tần trần thân hình đột nhiên bạo lược hướng phía dưới chiến trường chỗ, trong ánh mắt nổ bắn ra lãnh quang, kéo lâu như vậy, là thời điểm giết cái này tử thần mộ chủ, nếu không để tránh đêm dài lắm mộng. Tần Trần tốc độ nhanh chóng biết bao, trong một chớp mắt liền đã đi tới phía dưới chiến trường lúc này phía dưới trong chiến trường huyền quỷ lão ma tại tần trần lực lượng không gian trợ giúp bên dưới một người kiềm chế cự linh quỷ tổ cùng cửu anh lão quỷ hai người mà vạn cốt minh tổ cùng huyết sát quỷ tổ thì là điên cuồng công kích tới tử thần mộ chủ làm cho hắn liên tiếp lui lại toàn thân vết thương trồng chất máu me đầm đìa giờ phút này nhìn thấy tần trần bạo lược ra tử thần mộ chủ tâm bên trong lập tức chính là kinh hãi cui long huynh không minh huynh chư vị nhanh cứu ta Tử thần mộ chủ một mặt sợ hãi, lo lắng giận dữ hết, hắn biết rõ tần trần khủng bố, cái kia quỷ dị hắc kiếm uy lực kinh người, bộc phát ra sát ý khí tức đủ để cùng cái chết của hắn thần liêm đao chống lại. Huống chi hắn bây giờ vốn là bản thân bị trọng thương chỉ là ỷ vào lưỡi hái tử thần chi uy mới có thể cùng huyết sát quỷ tổ cùng xâm minh quỷ vương có đến có về nhưng cũng là liên tiếp thụ thương giật gấu vá vai một khi tần trần lại thêm vào chiến trường lấy trạng thái của hắn bây giờ làm sao có thể ngăn cản được tam đại cường giả công kích, tất nhiên sẽ cùng vạn minh tà tôn một dạng chết ở chỗ này. Bây giờ trên trận có thể cứu hắn, chỉ có gui long quỷ tổ bọn người, chỉ có gui long quỷ tổ bọn người liên thủ mới có thể ngăn cản được tần trần công kích. Hừ, cứu ngươi, tử thần mộ chủ, người đắc tội bản minh chủ, hôm nay liền xem như minh giới tứ cực đại đế giáng lâm, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, dáng lâm chiến trường, kinh khủng không gian lĩnh vực đột nhiên thả ra ngoài, trong chốc lát tử thần mộ chủ chỉ cảm thấy một gỗ so với lúc trước khủng bố số trước lần lực lượng trong nháy mắt chân áp tại trên người hắn làm cho hô hấp của hắn đều trở nên khó khăn tạch 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 hư không tại nguồn lực lượng không gian này phát xuống ra yếu ớt xé rách thanh âm thật là khủng khiếp không gian lĩnh vực tử thần mộ chủ kinh hãi nhìn xem tần trần chỉ là cái này một gỗ không gian trật tự lĩnh vực cũng đủ để cho hắn tại vùng đất bị vứt bỏ này tung hoành có thể cùng chống lại người sợ là lác đác không có mấy minh chủ đại nhân Vạn cốt minh tổ nhìn thấy tần trần lướt đến, dừng lại công kích, vội vàng cung kính hành lễ. Huyết sát quỷ tổ cũng là giật nảy mình, thân hình lặng yên tránh né ở một bên, không dám nhìn thẳng tần trần, cúi đầu hành lễ. Má ơi, ma quỷ này tới, huyết sát quỷ tổ hãi hùng khiếp phía, trong lòng run rẩy, hắn là rõ ràng nhất tần trần kinh khủng, chỉ là nghĩ đến tần trần lúc trước không ngừng thôn vệ hắn huyết hải hình ảnh, hắn liền không nhịn được không ngừng run rẩy. Hừ, hai cái phế vật, chỉ là một cái tử thần mộ chủ, nửa ngày công phu đều không có cầm xuống còn muốn bản minh chủ tự mình xuất thủ tần trần sắc mặt khó coi nói vạn cốt minh tổ nghe giang nói minh chủ đại nhân chỉ là tiểu tử này dễ giết nhưng hắn trong tay minh binh phi phàm cho nên mới minh binh tần trần trực tiếp đánh gãy vạn cốt minh tổ lời nói chỉ là đỉnh phong siêu thoát minh binh mà thôi rất mạnh sao vạn cốt trên người ngươi cũng không phải không có bảo bối che giấu giữ lại tiến quan tài sao vạn cốt minh tổ khẽ giật mình trần thiếu có ý tứ là Hừ, đều đừng nương tay, trực tiếp giết người này, bản minh chủ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, sớm ngày rời đi cái này tử hải cấm địa mới là chính sự. Sứt lời, tần trần nhìn về phía tử thần mộ chủ, thần bí kiếm gì đã xuất hiện ở trong tay của hắn, cười lạnh nói tử thần mộ chủ, người liền ngoan ngoãn lên đường đi, bản minh chủ yếu giết người, ai đến đều cứu không được. Thoại âm rơi xuống, tần trần trong tay thần bí kiếm gì đã kích phát ra từng đạo kiếm khí màu đen nổ bắn ra ra ngoài tử thần mộ chủ nhìn thấy tần trần đánh tới trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ vội vàng kinh sợ đối với nơi xa gui long quỷ tổ bọn người nói gui long huynh các ngươi còn không mau cứu ta chỉ cần đã cứu ta ta tử thần mộ địa tất cả mọi thứ chỉ cần các ngươi muốn bản tọa đều có thể cho các ngươi mà lại các ngươi quên xâm minh quỷ vương cùng huyền quỷ lão ma trên thân đều có tử hải chi thủy đó là tiến vào tử hải chỗ sâu mấu chốt chẳng lẽ các ngươi đều không muốn sao tử thần mộ chủ gầm thét lên tiếng đang gào thét đồng thời hắn không dám khinh thường, liều mạng bản nguyên trọng thương phong hiểm, một lần nữa bốc cháy lên tự thân tử vong bản nguyên, điên cuồng quán thâu đến lưỡi hái tử thần bên trong, đồng thời tử thần mộ chủ đối với lưỡi hái tử thần chính là một ngụm tinh huyết phun ra, sau đó thúc giục lưỡi hái tử thần đối với tần trần chính là bỗng nhiên phách chạm ra ngoài, muốn ngăn cản tần trần bổ ra kiếm khí màu đen. Tử thần mộ chủ chém ra một đao, lưỡi hái tử thần phía trên đột nhiên nổ bắn ra đến từng đạo chói mắt hào quang, liền thấy từng đạo minh văn tại lưỡi hái tử thần phía trên sáng lên, nở rộ trói mắt hắc quang, đồng thời từ trong hắc quang kia trong nháy mắt nổ bắn ra 12 đạo kinh khủng đao khí. Cái này 12 đạo tối mờ mịt tử vong đao khí trong nháy mắt mang theo xé rách không gian thanh âm bao phủ hướng về phía tần trần, những đao khí này thời điểm vừa mới xuất hiện hay là 12 đầu đao ảnh màu đen, đợi đến cái kia 12 đạo đao ảnh hoàn toàn tế ra thời điểm, đã thành phương viên hơn vạn trượng tấm màn đen, toàn bộ không gian đều bị tấm màn đen này chống đỡ soạt soạt mảnh vang. Loại này kinh khủng đao quang tấm màn đen, đừng bảo là người bị cuốn đi vào bất kỳ vật gì tiếp cận đao quang này tấm màn đen cũng sẽ bị quấy đến vỡ nát lại là đao khí trận pháp tần trần trong lòng cười lạnh cái này tử thần mộ chủ thế mà còn lưu lại át chủ bài đao khí này trận pháp so với hắn trước đó bất cứ lúc nào xuất thủ đều muốn khủng bố lên một phần hiển nhiên là hắn đòn sát thủ bất quá tần trần nhìn xem sắc mặt điên cuồng đã đem bản nguyên kích phát đến cực hạn thậm chí liên tục phun ra tinh huyết tử thần mộ chủ tần trần lập tức liền biết đao khí này trận pháp tuyệt đối không phải từ thần mộ chủ nói sử dụng liền sử dụng, một khi sử dụng khẳng định có một ít điều kiện, thậm chí là đối với bản nguyên tổn hao nhiều thương điều kiện. Trên thực tế cũng là dạng này, muốn kích hoạt cái này lưỡi hái tử thần phía trên minh văn trận pháp, cần tử thần mộ chủ tướng tự thân bản nguyên cùng tinh huyết quán thâu đi vào, đến hiến tế lưỡi hái tử thần, loại này hiến tế là không thể nghịch chuyển, nói cách khác hắn một khi thi triển một chiêu này bí thuật, hắn bản nguyên cùng tinh huyết đều sẽ vĩnh cửu bị hao tổn, vô pháp tu bổ trở về nhưng là loại thời điểm này tử thần mộ chủ đã không lo được nhiều như vậy hắn chỉ cầu tại tần trần công kích đến sống sót chỉ có sống sót mới có tương lai mà tại kích phát ra lưỡi hái tử thần minh văn đại trận đằng sau thân hình hắn càng là nhanh lùi lại hướng gui long quỷ tổ chỗ ở của bọn hắn đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh đen kỳ tử vong trường thương trường thương này vừa xuất hiện liền vang lên tiếng ong ong phảng phất muốn phá không mà đi bình thường đây là tử thần mộ chủ một món khác hóa vàng món này hóa vàng mặc dù uy lực không bằng lưỡi hái tử thần, nhưng cũng là siêu thoát bên trong đỉnh cấp hóa vàng, mà món này hóa vàng hắn trước kia chưa từng có thi triển qua, xem như đòn sát thủ một trong, mà lúc này hắn cũng đã không lo được ẩn giấu đi, cái kia đen kỳ tử vong trường thương vừa xuất hiện liền kịch liệt rung động, hóa thành một đạo đen kỳ trường thương phong bạo đối với tần trần chính là bạo sát mà đến. Tần trần hư lạnh một tiếng, tử thần mộ chủ liều mạng động thủ khí thế mặc dù khủng bố, cái chết của hắn thần trên liêm đao phun trào minh văn trận pháp cũng lợi hại cực kỳ, thế nhưng là tại tần trần trong mắt cùng mình gặp phải không gian chi tâm công kích so ra vẫn còn kém xa, càng làm cho tần trần bình tĩnh chính là đối phương trật tự lĩnh vực tử thần mộ chủ tử vong lĩnh vực tại cùng cấp bậc cường giả bên trong đã coi như là lợi hại, nhưng ở tần trần không gian lĩnh vực trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. tần trần đồng dạng vừa xài bước ra, thần bí kiếm gì đã lại lần nữa bổ ra không gian sát ý ám lôi kiếm khí, trong chốc lát càng nhiều kiếm quang đen kịt bạo quyền mà ra những này kiếm quang đen kịt lấy cái chết biển sát ý làm chủ, lực lượng không gian làm phụ, cũng dung hợp nhất định minh giới lôi đình chi lực, vô số đen kịt kiếm khi hóa thành một mảnh minh mông sát trận, đi cản tử thần mộ chủ 12 đao khí trận pháp. Mà đối mặt tử thần mộ chủ đen kịt tử vong trường thương, tần trần đồng dạng là không sợ chút nào, khí thế trên người bừng bừng phấn chấn, khủng bố không gian lĩnh vực cũng đồng thời mở rộng ra đến. Một trận chỉ có chết thần mộ chủ có thể nghe thấy ken kết mảnh vang ở chung quanh lan tràn ra, tử thần mộ chủ lập tức sắc mặt đại biến, hắn đã sớm cùng tần trần giao thủ qua, biết tần trần lĩnh vực cực kỳ khủng bố, nhưng vạn vạn nghĩ không ra chính mình thiêu đốt bản nguyên cùng tinh huyết sau hình thành lĩnh vực tại tần trần không gian lĩnh vực bên trong vẫn như cũ như vậy không còn dùng được, chỉ là một lát thời gian, vậy mà vỡ vụn. Bành bành, lại là một trận dày đặc tiếng vang, mới vừa rồi còn tạo thành một đạo tấm màn đen bình thường đen kịt đao mặc bị tần trần đầy trời sát ý kiếm khí một quyền, lập tức lộn xộn không chịu nổi, tăng thêm lại đang tần trần không gian lĩnh vực bên trong, những cái kia đao trận kích phát tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Mà lúc này tần trần lại không chút nào khoan dung, thần bí kiếm dỉ một kiếm bổ ra. Ám lôi chấp động, mang theo một đạo thật dài đen kịt sợi tơ cùng tử thần mộ chủ tử vong trường thương phong bạo đụng vào nhau, oanh một tiếng tiếng vang, hư không xé rách, ám lôi cùng hắc quang vang khắp nơi ra, đụng nhau không gian chỗ lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, dưới một chiêu này vậy mà đem vùng đất bị vứt bỏ hư không đều đánh bạo liệt ra, tử thần mộ chủ cũng nhịn không được nữa nội tâm kinh hoàng, lúc này hắn triệt để minh bạch, liền xem như hắn thiêu đốt bản nguyên cũng căn bản không thể nào là tần trần đối thủ, lĩnh vực của đối phương so với chính mình cường đại nhiều lắm. Tử thần mộ chủ không chút suy nghĩ liền lại là một ngụm tinh huyết phun ra, đồng thời hắn đem thần hồn của mình cũng bốc cháy lên, oanh một tiếng, một cô kinh khủng tử vong khí thức thần hồn ở trong hư không khuấy động ra, thần hồn cùng bản nguyên cùng một chỗ thiêu đốt, lại thêm tinh huyết sôi trào nếu như không có nghịch thiên thiên tài dị bảo phía sau tiến hành tu bổ sau trận chiến này tử thần mộ chủ tu vi tất nhiên sẽ rơi xuống nhưng lúc này tử thần mộ chủ đã không cố được nhiều như vậy bởi vì hắn không liều mạng liền nhất định sẽ chết tại đồng thời thiêu đốt thần hồn bản nguyên cùng tinh huyết đằng sau tử thần mộ chủ cảm giác mình tại tần trần không gian lĩnh vực bên dưới trong nháy mắt lại khôi phục không ít hành động lực ân tần trần trong lòng cười lạnh cái này tử thần mộ chủ tốt quả quyết thế mà trực tiếp thiêu đốt chính mình tam đại căn nguyên, tốt tránh thoát không gian của hắn lĩnh vực trói buộc, chỉ là như vậy xuống dưới coi như hắn có thể còn sống sót, cũng sẽ là gần chết không tàn, bất quá tần trần là căn bản sẽ không cho hắn sống sót cơ hội. Tại tử thần mộ chủ thiêu đốt tam đại căn nguyên đồng thời, cái kia 12 đạo đen kịt đao quang trận pháp cũng phát ra cực nhỏ tê minh, vậy mà từ tần trần vô tận sát ý trong kiếm khí tránh thoát ra, sau đó cái này 12 đạo đen kịt đao quang trên không trung đánh cái xoay quanh, lần nữa mang theo bén nhọn hơn đao ý đánh phía tần trần. Đồng thời tử thần mộ chủ thân hình bạo lược hướng vui long quỷ tổ chỗ ở của bọn hắn, hắn biết mình dù là thiêu đốt tam đại căn nguyên, tối đa cũng chỉ là ngăn cản lại đối phương mà thôi, muốn sống sót, nhất định phải tìm kiếm vui long quỷ tổ bọn hắn che chở. Cự linh quỷ tổ, cửu anh lão quỷ, các ngươi nhanh chờ cái gì, còn không thiêu đốt ba nguyên giết tới cùng ta tụ hợp, Xin giúp đỡ gui long quỷ tổ bọn hắn, nếu không các ngươi lưu lại hẳn phải chết. Đang bay lượn hướng gui long quỷ tổ bọn hắn đồng thời, Tử thần mộ chủ càng là đối với lấy Cự Linh quỷ tổ cùng cửu anh lão quỷ giận dữ hết. Cự Linh quỷ tổ cùng cửu anh lão quỷ tuyệt đối không ngờ rằng Tử thần mộ chủ đang đào mạng thời điểm thế mà còn muốn lấy bọn hắn, mà nhìn thấy Tử thần mộ chủ thê thảm bộ dáng bọn hắn cũng trong nháy mắt hiểu được, tiếp tục cùng Huyền Quỷ lão ma dây dưa tiếp, hai người bọn họ tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tại tử thần mộ chủ gầm thét trong nháy mắt, hai người bọn họ cũng trong nháy mắt bốc cháy lên thần hồn của mình cùng bản nguyên, đồng thời một ngụm tinh huyết phun ra, toàn thân hồn huyết phút chốc sôi trào lên. Quanh một tiếng, hai người liên thủ phía dưới đúng là tránh thoát huyền quỷ lão ma tử hải nước biển trói buộc, điên cuồng lướt về phía tử thần mộ chủ hòa vui long quỷ tổ chỗ ở của bọn hắn. Trên bầu trời, nhìn thấy tam đại cường giả xin giúp đỡ giống như lướt đến, hư cá sấu chi tổ liền nhìn hướng vui long quỷ tổ, lo lắng nói, vui long huynh, lại nhìn tiếp tử thần mộ chủ sợ thật muốn chết đừng quên từ hải chi thủy cui long quỷ tổ đôi mắt lấp lóe cuối cùng cắn răng một cái trầm giọng nói cũng được đi theo ta trực tiếp thi triển trật tự lĩnh vực cứu tử thần huynh bọn người tận lực đừng tìm minh chủ mấy người nổi xung đột thoại âm rơi xuống cui long quỷ tổ hướng thẳng đến phía dưới lao đi mà phía sau hắn những cấm địa khác chi chủ thấy thế cũng đều ánh mắt lạnh lùng từng cái nhao nhao lướt ầm ầm ra rầm rầm dầm, tại bạo lược đi ra đồng thời vui lòng quỷ tổ bọn người trong nháy mắt liền đem chính mình trật tự lĩnh vực phóng thích ra ngoài trong chốc lát từng đạo kinh khủng trật tự lĩnh vực xuất hiện ở trong thiên địa như là từng tòa vô hình cự sơn bình thường hung hăng đụng vào tần trần thi triển ra lực lượng không gian bên trên oanh két rất nhiều cấm khu chi chủ liên thủ thi triển trật tự lĩnh vực tràng cảnh có bao nhiêu đáng sợ nếu như nói một tên cấm khu chi chủ lĩnh vực va chạm giống như là một viên to lớn vẫn tinh va chạm hành tinh nói như vậy rất nhiều cấm khu chi chủ liên thủ thì tương đương với mười mấy khỏa vẫn tinh điệp ra uy lực, những lĩnh vực này chi lực trong nháy mắt tất cả đều đụng vào tần trần lực lượng không gian bên trên. Liền nghe đến một đạo nổ thật to xé rách tiếng vang lên, tần trần tràn ngập ngàn vạn giảm phạm vi lực lượng không gian trực tiếp bị oanh vỡ ra đến, đã dẫn phát kinh thiên không gian phong bạo. Oanh, toàn bộ quỷ vương điện phạm vi đều tại dưới nguồn lực lượng này kịch chấn, vô số dãy núi sụp đổ, thiên băng điện liệt bình thường. Ác khuê quỷ tương bọn người thần sắc hoảng sợ, hoảng hốt mà chạy, tất cả đều ở phía xa hoảng sợ nhìn xem nơi này, tối thiểu mười mấy tôn cấm khu chi chủ cùng nhau xuất thủ, hình ảnh như vậy trước kia bọn hắn đừng nói gặp qua, ngay cả nghe đều không có nghe qua. Nhìn thấy gui long quỷ tổ bọn hắn động thủ lướt đến, tử thần mộ chủ hòa cự linh quỷ tổ trong lòng bọn họ lập tức cuồng hỉ, hồn huyết thiêu đốt, tốc độ càng tăng lên đến cực hạn. Chỉ cần đuổi tới gui long quỷ tổ bọn hắn chỗ bọn hắn liền có thể sống, Bọn hắn không tin Tần Trần mấy người bọn họ còn dám cùng vui long quỷ tổ chờ ở trận nhiều như vậy cấm khu chi chủ giao thủ không thành, nếu như đối phương thật như vậy làm, đó chính là cùng toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ cường giả là địch, tại vùng đất bị vứt bỏ này căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản minh chủ nói qua, chư vị dám động thủ, chính là cùng bản minh chủ là địch, chư vị đây là đang muốn chết. Tần Trần gầm thét lên tiếng, trong con mắt bỗng nhiên nổ bắn ra đến lãnh quang. Vui long quỷ tổ liền nghinh đón bên cạnh trầm giọng nói các hạ, chúng ta không phải là đối địch với ngươi, chỉ là muốn cứu tử thần huynh mấy người, không muốn các hạ tại vùng đất bị vứt bỏ này đại khai sát giới mà thôi. Ha ha ha, cứu tử thần mộ chủ mấy người, bản minh chủ nói, hôm nay bản minh chủ muốn cho bọn hắn chết, bọn hắn nhất định phải phải chết, ai đến đều không dùng. Tần trần ánh mắt băng lãnh, cuồng vọng, hư cá sấu chi tổ nghe vậy phẫn nộ quát, những cấm địa khác chi chủ cũng là ánh mắt băng lãnh. Tần Trần lời này không khỏi cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt, liền ngay cả vui long quỷ tổ cũng là có chút không vui tên kia cho là mình là ai chỉ bằng chính mình lực lượng một người có thể đối kháng bọn hắn nhiều như vậy cấm khu chi chủ phải không mặc dù trình diện cấm khu chi chủ cũng không phải là vùng đất bị vứt bỏ toàn bộ cường giả nhưng cũng là ngoảnh đầu một chút không thể khinh thường lực lượng cuồng vọng sao tần trần ánh mắt băng lãnh vậy liền để chư vị mở mang kiến thức một chút bản minh chủ cuồng vọng lực lượng ở nơi nào bản minh chủ muốn giết người hôm nay ai cũng cứu không được thoại âm rơi xuống Tần Trần trực tiếp thôi động không gian của mình lĩnh vực, liền nghe đến oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng không gian lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập ra đi. Nguyên bản Tần Trần lực lượng không gian bao phủ lại trọn vẹn phương viên ngàn vạn dặm phạm vi, tại bát ngát như thế phạm vi bên trong, Tần Trần lực lượng không gian uy lực tự nhiên sẽ yếu đi rất nhiều, mà Tần Trần giờ phút này trực tiếp thu liễm lực lượng không gian của mình, đồng thời tại vạn giảm phương viên bên trong trong nháy mắt hình thành không gian của mình lĩnh vực. Oanh, kinh khủng không gian lĩnh vực trong nháy mắt hình thành so với lúc trước khủng bố lên trọn vẹn mấy lần. Ân, không gian trật tự lĩnh vực, cui long quỷ tổ bọn người thần sắc biến đổi, chỉ có chân chính bị tần trần không gian trật tự lĩnh vực bao phủ lại, bọn hắn mới hiểu tần trần lĩnh vực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, trong chốc lát, ở đây rất nhiều cấm khu chi chủ chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cho nên ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Đồng thời bọn hắn thi triển ra lĩnh vực vang lên kèn kẹt, đúng là muốn tại tần trần không gian lĩnh vực bên dưới rung động vỡ vụn ra. Chư vị, theo ta cùng nhau thôi động lĩnh vực chi lực phá vỡ nơi đây phong cấm vui long quỷ tổ ánh mắt băng lãnh kinh sợ lên tiếng coi như tần trần không gian trật tự lĩnh vực mạnh hơn chỉ cần bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ vẫn như cũng không sợ tần trần không gian phong tỏa chỉ là không chờ bọn họ liên thủ tần trần khóe miệng cười lạnh khẽ nhả ra mấy chữ không gian mê cung oanh tứ phương không gian trực tiếp trồng chất vui long quỷ tổ bọn hắn vị trí không gian chỗ hư không vậy mà nhanh chóng phun trào đứng lên trong chốc lát, nguyên bản còn đứng ở cùng một chỗ, lẫn nhau bảo vệ hui long quỷ tổ bọn người, vậy mà trong nháy mắt bị chia cắt tại vô số đơn độc trong không gian, ở mảnh này trong không gian, bọn hắn chỉ có thể thôi động lực lượng của mình, mà vô pháp cùng những người khác liên hợp cùng một chỗ. Cái gì, biến cố như vậy, lập tức để hui long quỷ tổ đám người sắc mặt đại biến. Thậm chí, bọn hắn nguyên bản phóng tới tử thần mộ chủ thân thể, giờ phút này đúng là tại trong vùng hư không này bốn phương tám hướng khắp nơi tán loạn, hoàn toàn mê thất tại trong vùng hư không này, ngay cả phương hướng đều không thể phân rõ. Chuyện gì xảy ra, là không gian trồng chất, chúng ta bị nhốt trong vùng không gian này, cuối cùng là thần thông gì. Rất nhiều cấm khu chi chủ hoảng sợ lên tiếng, bọn hắn tại vùng đất bị vứt bỏ này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong nháy mắt liền hiểu được, chính mình hẳn là xa vào đến một loại nào đó trong thần thông, bị chia cắt tại từng cái trong không gian độc lập. Bản này không tính là gì, mà để bọn hắn kinh hãi chính là bọn hắn mỗi một cái đều là tam trọng vĩnh hằng trật tự cảnh cường giả, có thể đem đám người bọn họ lợi dụng lĩnh vực chia cắt tại độc lập trong hư không, cuối cùng là làm sao làm được. Một chiêu, chia cắt rất nhiều cấm khu chi chủ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chư vị cùng nhau xuất thủ, liên thủ giết ra ngoài. Cui long quỷ tổ biến sắc, vội vàng giận dữ hết, đồng thời hắn trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ, trước tiên bổ về phía bốn phía hư không chi bích. Những người khác cũng không dám chủ quan, hoảng sợ bên trong nhau nhau thôi động chính mình đỉnh cấp thần thông, điên cuồng tiến công phía trước, liền nghe đến kinh người tiếng oanh minh không ngừng, bốn phía hư không lập tức rung động, ẩn ẩn muốn bị oanh phá tư thế. Cái này khiến vui long quỷ tổ bọn hắn không khỏi thở dài một hơi, nếu như bọn hắn cùng nhau xuất thủ đều không thể dung chuyển không gian bốn phía mê cung hàng rào, vậy bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng đây là như thế nào thần thông, nói là siêu việt siêu thoát cấp thủ đoạn cũng có thể nhìn xem tại cái kia hoảng sở tiến công chính mình không gian mê cung, ẩn ẩn muốn phá vỡ chính mình không gian bích lũy gui long quỷ tổ bọn người, tần trần trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn vốn là không muốn lấy lấy lực lượng một người, vây khốn nhiều như vậy cấm khu chi chủ. Hắn mặc dù lĩnh ngộ không gian trong lòng không gian trồng chất chi lực, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, dù sao chỉ là cảm ngộ một tia mà thôi, mà trước mắt bọn gia hỏa này mỗi cái đều là tam trọng vĩnh hằng trật tự cảnh cường giả, chỉ dựa vào không gian này mê cung liền buồn ngủ trụ sở có nhân căn vốn không thiết thực, Tần Trần suy nghĩ chỉ là vây khốn đối phương một lát mà thôi, mà có này nháy mắt, liền đầy đủ Tần Trần đi làm chuyện mình muốn làm. Chết đi, Tần Trần ánh mắt khóa chặt phía dưới tử thần mộ chủ, khoát tay, thần bí kiếm gì kích phát ra đầy trời ám lôi kiếm quang, trực tiếp bổ vào cái kia vào tới 12 đen kịt đao khí phía trên, oanh một tiếng, một trận kịch liệt vang lên ầm ầm. Tần Trần trong nháy mắt liền đem tử thần mộ chủ kích phát ra tới 12 đao quang trận pháp ngăn trở. Tử thần mộ chủ nguyên bản nhìn thấy gui long quỷ tổ bọn hắn động thủ, trong lòng kinh hỉ vạn phần, có thể sau một khắc liền thấy gui long quỷ tổ bọn hắn liền bị vây ở vô số không gian trồng chất bên trong, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, sau đó khi nhìn đến tần trần vậy mà lần nữa ngăn cản chính mình 12 minh văn đao khí sau, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, theo bản năng đem tử vong trường thương hướng phía tần trần nổ bắn ra ra ngoài. Tần trần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đối với một bên huyết sát quỷ tổ nói, huyết sát quỷ tổ, người đi ngăn lại cái kia tử vong trường thương huyết sát quỷ tổ nghe được tần trần lời nói, thân thể run một cái, cơ hồ là không có nửa phần do dự, hóa thân huyết hải, trực tiếp liền hướng phía cái kia đen kỳ tử vong trường thương cản lại. Oanh một tiếng, huyết sát quỷ tổ hóa thân huyết hải trực tiếp bị xuyên thủng mở một đạo vạn trượng khe rãnh, thần hồn đau nhức kịch liệt, nhưng hắn cũng không dám buông lỏng mảy may, gắt gao vây khốn cái kia tử vong trường thương, sợ không có khả năng hoàn thành tần trần nhiệm vụ. Mà đưa ra tay tần trần nhất giơ tay, trực tiếp chính là tế ra mấy chục đạo ám lôi không gian kiếm hồ đánh tới hướng tử thần mộ chủ đồng thời người của hắn hướng phía tử thần mộ chủ trong nháy mắt bạo lược mà đến tử thần mộ chủ thần sắc hoảng sợ cái kia đen kịt ám lôi kiếm hồ còn chưa tới tử thần mộ chủ toàn thân liền run rẩy lên một loại cảm giác tử vong trực tiếp tràn ngập trong đầu của hắn hắn biết mình nếu là bị những này ám lôi kiếm hồ bổ chúng không chết cũng nhất định sẽ trọng thương lúc này trong lòng của hắn một phát hung ác mặt mũi tràn đầy dữ tợn đúng là trực tiếp bắt lấy một bên cướp đến bên cạnh mình cự linh quỷ tổ đối với cái kia mấy chục đạo ám lôi kiếm hồ chính là cản lại tử thần mộ chủ ngươi cự linh quỷ tổ căn bản không nghĩ tới tử thần mộ chủ hung ác như thế vậy mà lấy chính mình đi ngăn cản tần trần công kích lúc này hắn trong nháy mắt hiểu được tử thần mộ chủ lúc trước tại sao muốn để bọn hắn cũng trốn qua đến đó căn bản là muốn bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn hỗn đàn tử thần mộ chủ cự linh quỷ tổ gào thét một tiếng trong lòng vô cùng phẫn nộ tràn đầy hận ý, nếu như có thể trở về đầu, đánh chết hắn cũng sẽ không vì tham niệm đi theo tử thần mộ chủ xuất thủ. Nhưng là hắn giờ phút này lại thế nào hối hận cũng đã không còn kịp rồi, lúc này tần trần đưa tay mà ra mấy chục đạo ám lôi kiếm hồ đã mang theo sát ý kinh khủng đi vào trước mặt hắn, cái kia tản ra lang lệ khủng bố sát cơ để hắn toàn thân run rẩy Hắn há miệng chính là mấy cái tinh huyết phun ra, một đạo dưới hình tròn trạng phòng ngự hộ thuẫn liền bị hắn tế ra, đồng thời mang theo một đạo cự linh chi tường, muốn ngăn trở tần trần ám lôi kiếm hồ, mà thân hình của hắn càng là giữa sát na này liền muốn nhanh lùi lại. Chỉ là thân hình hắn vừa mới động, liền cảm nhận được một trận chậm chạp, thân thể thật giống như lâm vào vũng bùn bình thường. Oanh, mà giờ khắc này tần trần bổ ra mấy chục đạo ám lôi kiếm hồ đã đánh vào hắn cự linh chi thuẫn cùng phòng ngự hộ thuẫn phía trên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Cái kia mấy chục đạo ám lôi kiếm hồ liền đem hắn tế ra phòng ngự bảo vật đánh nát ra, phòng ngự của hắn đổ vật tại tần trần công kích đến liền như là vỏ trứng gà bình thường yếu ớt không chịu nổi một kích cự linh quỷ tổ vạn phần hoảng sợ thân là tam trọng siêu thoát hắn tự nhiên biết mình đã lâm vào tần trần không gian lĩnh vực bên trong nếu như hắn không có khả năng trong nháy mắt tránh thoát tần trần lĩnh vực chờ đợi hắn chính là một con đường chết hắn điên cuồng thiêu đốt chính mình hồn huyết bản nguyên cùng thần hồn ý đồ tránh ra khỏi tần trần không gian lĩnh vực có thể căn bản không chờ hắn tránh ra khỏi tần trần không gian lĩnh vực trói buộc cái kia mấy chục đạo ám lôi kiếm hồ đã tại bổ ra phòng ngự của hắn bảo vật đằng sau đi vào trước mắt của hắn. Thật đẹp, cự linh quỷ tổ nỉ non lên tiếng, hoàn toàn xa vào đến tần trần kích phát ra trong sát ý, cái kia đầy trời ám lôi kiếm hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của hắn. Phốc, vô số bản nguyên tán loạn ra, cự linh quỷ tổ thân thể bị đầy trời ám lôi kiếm hồ trong nháy mắt xuyên thủng ra, một đạo tản ra tử linh khí tức thần hồn tràn ra, chính là cái kia cự linh quỷ tổ thần hồn, cũng bị tần trần thi triển ra ám lôi kiếm hồ trực tiếp chôn vùi tại chỗ hóa thành bụi phấn âm âm thiên địa oanh minh một tôn tam trọng vĩnh hằng trật tự cảnh cấm khu chi chủ vẫn lạc toàn bộ vùng đất bị vứt bỏ phát ra ù ù oanh minh tựa như tại rên gì bình thường đang liều mạng oanh kích tần trần không gian mê cung vui long quỷ tổ bọn hắn ngây dại kế vạn minh tà tôn đằng sau lại một tôn cấm khu chi chủ vẫn lạc mà lại là cơ hồ không có chút nào sức chống cự vẫn lạc mà bọn hắn những cấm khu này chi chủ ở chỗ này nhưng căn bản không ngăn cản được mảy may. Giờ khắc này, ở đây tất cả cấm khu chi chủ trong lòng đều hiện ra tới một tia sợ hãi. Nguyên lai tần trần lúc trước nói tới hắn muốn giết người ai cũng không ngăn cản được, căn bản không phải tùy tiện nói một chút, mà là có đầy đủ lực lượng. Buồn cười bọn hắn còn mưu toan ngăn cản, bây giờ lại bị vây ở mảnh không gian này trong mê cung, trong lúc nhất thời đều không thể tránh thoát ra ngoài, lại từ đâu tới tư cách ngăn cản đối phương chương 5355, người đến tột cùng là. Trong hư không, lúc này tất cả mọi người hồi hộp nhìn xem giữa bầu trời kia phun trào kinh khủng bản nguyên khí tức, trong lòng rung động không hiểu, tràn đầy sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, vùng đất bị vứt bỏ sớm đã tiến vào một cái thời kỳ hòa bình, trừ tại từ hải chỗ sâu thăm dò bên ngoài cấm khu chi chủ bên ngoài, tại vùng đất bị vứt bỏ bên trong, đã có rất ít cấm khu chi chủ bởi vì chém giết mà vẫn lạc. Nhưng là hôm nay, tính đến trước mắt liền đã vẫn lạc trọn vẹn hai tên cấm khu chi chủ, tràng cảnh như vậy, để ở đây trong lòng tất cả mọi người hồi hộp, có thỏ tử hồ bi cảm giác. Giữa thiên địa, u u tam trọng trật tự bản nguyên phun trào, đó là cự linh quỷ tổ vẫn lạc sau tản mát bản nguyên, dạng này bản nguyên đối với bất kỳ một cái nào cấm khu chi chủ mà nói đều là đại bổ đồ vật, nhưng là giờ phút này nhưng căn bản không người đi thu lấy, cũng không có người dám đi thu lấy. Một chiêu diệt sát cự linh quỷ tổ, tần trần ánh mắt bình tĩnh, khoát tay, Giữa thiên địa vô số quy tắc bản nguyên chi lực tính cả không gian chữ vật liền bị hắn trong nháy mắt thu lấy không còn, bao quát cái kia cự linh quỷ tổ hồn huyết chi lực cũng đều bị hắn triệt để lấy đi, không có cái gì lưu lại. Mà làm xong đây hết thảy đằng sau, tần trần không có chút gì do dự, ánh mắt chính là đã lại lần nữa khóa chặt lại từ thần mộ chủ. Trực tiếp lấy chính mình đồng bạn làm bia đỡ đạn, các hạ quả nhiên đủ ti tiện, đáng tiếc, vô luận người dẫy ruộng như thế nào, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tần trần hừ lạnh một tiếng, căn bản không cho tử thần mộ máy chủ sẽ, không gian của hắn lĩnh vực liền lần nữa mở rộng ra đến, trong nháy mắt liền trói buộc lại nơi xa tuyệt vọng tử thần mộ chủ, đưa tay ở giữa mấy chục đạo ám lôi kiếm hồ trong nháy mắt bạo quyển mà ra, lại một lần nữa giáng lâm tử thần mộ chủ đỉnh đầu. Những này ám lôi kiếm hồ mỗi một đạo đều ẩn chứa uy lực khủng bố, đem hư không xé rách ra từng đạo tinh mịn vết nứt, phong tỏa ngăn cản tử thần mộ chủ quanh thân lúc này tử thần mộ chủ nhìn phía xa vẫn như cũ bị vây ở không gian trong mê cung giấy ruộng long quỷ tổ bọn người trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc hắn biết mình đã triệt để không có hy vọng sống sót nhưng để hắn thúc thủ chịu trói đó là căn bản không thể nào ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa vạn cốt minh tổ lập tức hiện lên một tia ngoan lệ muốn giết ta không dễ dàng như vậy tử thần mộ chủ gào thét lên tiếng trong lòng của hắn quyết tâm thể nội tam đại bản nguyên trong nháy mắt điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực cuồn cuộn khí tức tử vong trùng thiên, như là dọa người như phong bạo. Lần này, hắn đối mặt tần trần công kích căn bản không có mảy may né tránh, bởi vì hắn biết hắn giờ phút này đã bị tần trần không gian lĩnh vực bao phủ, coi như lại thế nào né tránh, cũng vô pháp đào thoát tần trần công kích. Hắn chỉ là nhanh chóng tại thân thể Trung quanh tạo thành một đạo đen kỳ tử vong vòng bảo hộ phòng ngự, đồng thời dốc hết toàn lực thôi động trong tay lưỡi hái tử thần, đối với cách đó không xa vạn cốt minh tổ điên cuồng phách trảm ra ngoài. Bản tọa cho dù chết, cũng muốn mang đi cái này xâm minh quỷ vương, để cho ngươi cảm thụ mất đi dưới trường thống khổ. Tử thần mộ chủ thần sắc dữ tợn, lưỡi hái tử thần phía trên trong nháy mắt phun trào đứng lên so với lúc trước khủng bố bên trên gần gấp đôi khí tức, liền thấy vô số minh văn lưu truyền, cái kia 12 đạo đao quang tấm màn đen lại lần nữa hình thành, mỗi một đạo đao quang đều ẩn chứa có thể trọng thương cấm khu chi chủ cấp khủng bố lực lượng tử vong, hóa thành thông thiên đao trận, trong nháy mắt bao phủ lại vạn cốt minh tổ. Mà tại hắn công kích xuất thủ trong nháy mắt, Tần Trần tế ra mấy chục đạo đen kiệt ám lôi kiếm hồ đã đánh xuống tại trên người hắn. Ầm ầm, liền nghe đến liên tiếp nổ đùng thanh âm vang lên, tử thần mộ chủ tại mấy chục đạo ám lôi kiếm hồ công kích đến, căn bản không có sức chống cự, vẻn vẹn trong nháy mắt, quanh người hắn tử vong lĩnh vực chính là triệt để phá diệt, tần trần ám lôi kiếm hồ thế như trẻ tre, tại oanh phá tử vong lĩnh vực đằng sau đem hắn bên ngoài thân tử vong vòng bảo hộ trong nháy mắt đánh tan ra, nặng nề mà đánh vào tử thần mộ chủ trên thân một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, phù một tiếng, tử thần mộ chủ cả người bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, trong nguy cơ, một đạo đen kịt phù lục bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn, đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo hắc quang bao phủ lại bốn phía, thay hắn đỡ được cái này trùng điệp một kích. Nhưng dù vậy, tử thần mộ chủ vẫn như cố toàn thân trọng thương. Phù một tiếng, hắn há miệng phun ra ra từng ngụm từng ngụm hắc huyết, cả người giống như một cái rách dưới túi một dạng trùng điệp ngã tại trong hư không, toàn thân cao thấp rách tung tóe, giống như là bị cái sàng si qua một dạng cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương mà lúc này tử thần mộ chủ tử thần liêm đao biến thành tấm màn đen đao quang cũng đã giáng lâm vạn cốt minh tổ đỉnh đầu ha 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 ta chết đi xâm minh tên kia cũng phải chết ngươi đã không kịp cứu hắn tử thần mộ chủ gắt gao nhìn chằm chằm vạn cốt minh tổ hưng phấn cười lớn miệng đầy hắc huyết cả người giống như điên dại bình thường tràn đầy chờ mong hắn muốn tận mắt nhìn thấy xâm minh quỷ vương chết tại trước mặt của hắn tên điên, tử thần mộ chủ gia hỏa này điên rồi. Biết rõ không phải cái kia minh chủ đối thủ, tình nguyện cùng xâm minh quỷ vương đồng quy vô tận, lại cũng không nguyện ý đầu hàng. Sợ là hắn cũng biết, chính mình cho dù là đầu hàng, cũng vẫn như cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Nơi xa đám người một mặt thở dài, toàn thân dùng mình, ai cũng nghĩ không ra, tử thần mộ chủ vậy mà lại ác như vậy, trước khi chết cũng muốn mang đi một người. Cách đó không xa, huyết sát quỷ tổ cũng là toàn thân run lên, trong lòng đại hận, hắn biết rõ tử thần mộ chủ công kích khủng bố, liền xem như hắn cũng vô pháp ngăn cản được cái kia lưỡi hái tử thần khủng bố công kích. Xâm minh quỷ vương lần này sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn chỉ cầu xâm minh quỷ vương sau khi chết, tần trần không cần giận chó đánh mèo đến trên người hắn đến. Nhưng mà, để tử thần mộ chủ thất vọng là, tại thời khắc này, hắn vậy mà không có từ tần trần thân bên trên nhìn thấy bất kỳ lo lắng cùng sợ hãi. Cứu hắn, ha ha, người quá coi thường vạn cốt, bản minh chủ dưới chướng cho dù là phế vật, cũng không phải ngươi ra hỏa này có thể giết. Nhìn xem bị vô tận đao khí tấm màn đen bao phủ lại vạn cốt minh tổ, tần trần cười lạnh một tiếng, vậy mà không có bất kỳ cái gì xuất thủ nghĩ cách cứu viện ý nghĩ, trong tay thần bí kiếm gì xuất hiện, cả thanh kiếm hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt xuất hiện tại tử thần mộ chủ thân trước, một kiếm chém về phía mi tâm của hắn. Tử thần mộ chủ thần tình kinh sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, tần trần tại sâm minh quỷ vương gặp phải công kích mình thời điểm, vậy mà lại không có chút nào cứu viện, Tình nguyện trơ mắt nhìn đối phương chết đi cũng muốn đối với mình động thủ, chẳng lẽ hắn liền không sợ triệt để mất đi lòng người sao? Mà liền tại Tử Thần Mộ chủ tâm bên trong không thể tin được thời điểm, trong lúc bất chợt, một luồng khí tức kinh khủng từ đằng xa đột nhiên bạo phát ra, cái này một cỗ khí tức, đúng là so thời kỳ đỉnh phong hắn còn kinh khủng hơn một chút nhiều, mà nương theo lấy đạo này khí tức khủng bố bộc phát, còn có một đạo phách lối bá đạo thanh âm. Hừ, Tử Thần Mộ chủ, chỉ bằng cái này khô khô quỷ vương chi nhận cũng nghĩ giết bản tổ? đơn giản ý nghĩ hảo huyền vạn minh lưu ly cốt ra tại tử thần mộ chủ trong ánh mắt khó có thể tin sâm minh quỷ vương trong thân thể một luồng khí tức kinh khủng bộc phát cùng lúc đó một đạo đen kịt khô lâu thủy tinh từ trong thân thể của hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời khô lâu kia thủy tinh bộc phát ra kinh thiên khí tức tại hắn ánh mắt hoảng sợ cùng trước mắt bao người cùng hắn phách chạm ra tử thần liêm đao hung hăng đụng vào nhau một tiếng ầm vang một đạo dung khắp toàn bộ hư không kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng đất trời kinh khủng sóng xung kích quét sạch tứ phương hắn cái kia thiêu đốt bản nguyên thúc giục lưỡi hái tử thần công kích mạnh nhất tại đánh vào khô lâu kia thủy tinh bên trên đằng sau đúng là bị ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới mà không có cho xâm minh quỷ vương mang đến tổn thương chút nào làm sao có thể tử thần mộ chủ chừng to mắt kinh hãi nói ngươi không phải xâm minh quỷ vương người đến tột cùng là phốc không đợi hắn nói hết lời tần trần trong tay thần bí kiếm dị bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang tại trong nháy mắt xuyên thủng tâm của hắn đem hắn toàn bộ thân hình tính cả thần hồn, trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Chết thì chết, vẫn phí lời nhiều như vậy. Tần Trần nhất đưa tay, thần bí kiếm gì quay trở lại, huyền phù tại trước người hắn, Tần Trần thân thân thể thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, quan sát phía dưới, giống như thần chi nhìn chăm chú sâu kiến. Sứt lời, oanh, thiên địa chấn động, tứ phương đều là chấn. Trong hư không cuồn cuộn huyết vũ rơi xuống, từ khí bạo quyển, giống như tận thế hàng lâm bình thường tại vùng đất bị vứt bỏ sống vô số vạn năm tử thần mộ chủ. Rốt cục vẫn lạc, thiên địa đồng bi, chương 5356, là hắn không sai. Giờ phút này, trong hư không vô tận, cuồn cuộn huyết vũ vẫn lạc, tràng cảnh kia cực kỳ buồn liệt, từng đạo khí thức tử vong như là như phong bạo quét sạch, chấn động thế gian. Mà tần trần, thì là giống như một tôn thần chi, đứng ngạo nghễ vô tận giữa thiên địa, cái kia khôi hoành khí thức, cao cao tại thượng giống như là vùng thiên địa này chủ nhân, đang quan sát lấy con dân của hắn để cho người ta cơ hồ không sinh ra đến đối kháng dũng khí. giờ khắc này lòng quỷ tổ bọn người đều sợ hãi hồi hộp nhìn xem đỉnh đầu hư không nhìn xem bị tần trần chém giết tử thần mộ chủ chỗ nhìn xem đứng ngạo nghễ tại cái kia tần trần nội tâm chấn động tung hoành vùng đất bị vứt bỏ tử thần mộ chủ cứ như vậy vẫn lạc tất cả mọi người nội tâm đều là thật lâu vô pháp bình tĩnh gần như không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy đây chính là tử thần mộ chủ a. Vùng đất bị vứt bỏ chân chính tuyệt đỉnh giống như nhân vật. Luận Tu Vi, hắn một thân thần thông cái thế, đã đạt đến tam trọng siêu thoát hậu kỳ, tại Tử vong trật tự chi đạo khống chế bên trên, lô hỏa thuần thanh, cơ hồ đã cảm ngộ đến đại đạo cuối cùng. Luận thực lực, có được lưới hái tử thần món này chí bảo hắn, càng là cái thế vô địch, không gì không phá, không có bất kỳ người nào dám can đảm xem thường với hắn. So sánh vạn minh tà tôn cùng cự linh quỷ tổ, tử thần mộ chủ mặc dù tu vi không phải vùng đất bị vứt bỏ cấp cao nhất, nhưng là luận lực ảnh hưởng, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay giống như tồn tại. Nhưng bây giờ, mọi người thấy tử thần mộ chủ nhục thân băng diệt chỗ, nơi đó cuồn cuộn tử vong bản nguyên phun trào, chôn vùi, tản mát đi ra khí tức so với trước đó vạn minh tà tôn, cự linh quỷ tổ kinh khủng đâu chỉ mấy lần. Cái kia bạo liệt phun trào khí tức, thậm chí khuấy động hư không, chấn động trong phạm vi 10 triệu giảm hư không. Vùng thiên địa này, vô biên huyết phú rơi xuống, những này huyết phú hiện lên màu đen, trải rộng khí tức tử vong, càng là mang theo từng tia từng tia luân hồi quỷ khí làm cho tất cả mọi người dùng mình chấn động theo như thế một tôn cường giả cứ thế mà chết đi mà lại là chết tại trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua không biết từ đâu xuất hiện cường giả trên thân để đám người làm sao không kinh làm sao không sợ hãi lúc này ở đây ánh mắt mọi người đều rơi vào cách đó không xa tần trần cùng vạn cốt minh tổ trên thân đám gia hỏa kia đến tột cùng là ai lúc này vạn cốt minh tổ trên đỉnh đầu một đạo đen kịt khô lâu thủy tinh xoay tròn lấy, khô lâu kia thủy tinh bạo phát đi ra khí tức, chấn nhiếp minh giới vạn cổ, vẻn vẹn tản mát đi ra một tia khí tức, liền để long quỷ tổ bọn hắn tâm thần sợ hãi. Đây tuyệt đối là một kiện không chút nào kém cỏi hơn lưỡi hái tử thần minh binh, nếu không lúc trước lại há có thể ngăn cản được tử thần mộ chủ trước khi chết thôi động lưỡi hái tử thần một kích toàn lực. Mà càng làm cho đám người kinh hãi chính là vạn cốt minh tổ giờ phút này trên thân tản mát đi ra khí tức, cái này một cỗ khí tức, đúng là cùng trước kia Sâm Minh Quỷ Vương hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Sâm Minh Quỷ Vương khí tức là âm trầm, tràn đầy sâm sâm quỷ khí nói, như vậy người trước mắt khí tức trên thân lại là không gì sánh được bàng bạc thâm thúy, cái này tuyệt không phải là Sâm Minh Quỷ Vương như thế một tôn tam trọng siêu thoát có khả năng có, thậm chí xa xa lăng giá tại ở đây trên tất cả mọi người. Ha ha ha, mình chủ đại nhân uy vũ, tại mọi người tâm thần hồi hộp ở giữa, một đạo cười to thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời, đem mọi người bừng tỉnh đã thấy vạn cốt minh tổ ngậm lấy cười lạnh vô biên vạn cốt chi lực cấp tốc thu liếm nhục thể của hắn hư tử thần mộ chủ tiểu tử kia trước khi chết lại còn dám đối bản tổ hạ tử thủ bản tổ cỡ nào thân phận cũng là hắn có thể đánh lén giết chết oanh khinh thường trong thanh âm xâm minh quỷ vương cả người bỗng dương phóng lên tận trời vạn minh lưu ly cốt trong nháy mắt lần nữa tiến vào đến trong cơ thể của hắn cả người trong nháy mắt vạn pháp quy nhất lộ ra bá đạo phi phàm hắn một phát bắt được trong hư không tử thần liêm đao cẩn thận cảm giác một chút sau đó cười nhạo nói chỉ bằng quỷ này vương chi nhận cũng nghĩ diệt sát bản tổ đừng nói là hắn cái này không biết từ đâu xuất hiện phế vật liền xem như năm đó thập điện diêm đế dưới trướng thập đại quỷ vương cũng không dám đối bản tổ động thủ hư nếu không có bản tổ thực lực còn bất tăng hoàn toàn khôi phục chỉ bằng tử thần mộ chủ tiểu tử kia thực lực bản tổ một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn vạn cốt minh tổ huyền phù chân trời bá đạo nói ra cái kia phách lối ngữ khí kinh khủng khí tức thần hồn làm cho ở đây vô số cường giả đều là biến sắc cỗ khí tức này ngươi không phải xâm minh quỷ vương các ngươi đến tột cùng là ai long quỷ tổ bọn người biến sắc không khỏi mở miệng nói xâm minh quỷ vương tuyệt không có bực này chí bảo cũng tuyệt không có thực lực thế này bản tổ là ai vạn cốt minh tổ cười ha ha bị long quỷ tổ ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái hắn huyền phù chân trời ngạo nghễ ngẩng đầu mũi vểnh lên trời quay đầu thản nhiên nhìn mắt long quỷ tổ bọn người, khinh thường nói: "Ngay cả bản tổ chí bảo các ngươi đều thấy được, mình chủ đại nhân đã từng xưng hô qua bản tổ danh hào, các ngươi thế mà còn không có nhận ra bản tổ thân phận đến, khó trách chư vị sẽ bị trục xuất vùng đất bị vứt bỏ này, thật sự là bất học vô thuật, một bầy kiến hôi." Vạn Cốt Minh tổ ánh mắt ngạo nghễ, đám gia hỏa kia thật sự là ngớ ngẩn, chính mình cũng bại lộ rõ ràng như vậy, đám gia hỏa kia thế mà còn không có đoán được thân phận của mình. Quả thật là không học thức mà long quỷ tổ bọn hắn đang nghe vạn cốt minh tổ lời nói sau, trong lòng thì là giật mình. Có ý tứ gì, người này, rất nổi danh sao, ngươi là, trong đám người, không minh lão ma thần sắc chấn động, dường như nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra kinh sợ. Ha ha ha, không tệ, đã các người thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy bản tổ liền đại phát nhân từ nói cho các người biết, bản tổ chính là đại danh đỉnh đỉnh. Im miệng, ngay tại vạn cốt minh tổ hưng phấn không thôi, Tại Long Quỷ Tổ bọn hắn hồi hộp dưới ánh mắt sắp thời điểm cao trào, đột nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, đã thấy là Tần Trần mặt lộ bất mãn, trực tiếp đánh gậy hắn nói nhảm. Vạn cốt, người tại cái này nói nhảm cái gì, chiến đấu kết thúc rồi à? Còn không giết cái kia cửu anh lão quỷ, chẳng lẽ còn dùng bản minh chủ xuất thủ phải không? Tần Trần hư lạnh, mặt lộ bất mãn, giờ phút này, hắn cho mày, nhìn xem tử thần mộ chủ vẫn lạc chỗ, dường như đang trầm tư lấy cái gì. Vạn cốt minh tổ vội vàng một cái giật mình, đối với Tần Trần chắp tay nói, là, Minh Chủ Đại Nhân, thuộc hạ lập tức đi làm. Trong lòng của hắn lập tức hiện ra đến tâm thần bất định. Dựa vào, Trần Thiếu đây là cảm thấy mình đoạt hắn đầu ngọn gió, bất mãn. Hắn suy nghĩ lóe lên, sau một khắc, đã hóa thành một đạo lưu quang bạo lược hướng cửu anh lão quỷ. Giết, cuồn cuộn vạn cốt lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích, khí tức kinh khủng kinh thiên, như là đã bại lộ thân phận, vạn cốt minh tổ cũng không có mảy may để ý, không lưu tình chút nào phóng xuất ra chính mình kiếp trước quy tắc lĩnh vực tạo nghệ khí tức cường đại kia trong nháy mắt bao phủ lại cửu anh lão quỷ cửu anh lão quỷ sắc mặt đại biến lúc trước tử thần mộ chủ vẫn lạc đã để hắn cực kỳ sợ hãi giờ phút này nơi nào còn dám cùng vạn cốt minh tổ giao thủ thân hình vội vàng nhanh lùi lại đồng thời hoảng sợ nói tiền bối không minh chủ đại nhân thuộc hạ cửu anh nguyện đầu nhập vào đại nhân chỉ cầu đại nhân lưu tại tiếp theo cái mạng cửu anh lão quỷ hoảng sợ nhìn xem tần trần nhưng mà Tần Trần ánh mắt lạnh nhạt, lại là không có nửa điểm phản ứng. Đầu nhập vào hắn, lấy bây giờ Tần Trần thực lực, cần ra hỏa này đầu nhập vào sao? Một bên, huyết sát quỷ tổ đột nhiên một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn hôm nay tình cảnh kỳ thật cũng không có so cửu anh lão quỷ tốt hơn bao nhiêu, Tần Trần cũng không có nói nhất định liền sẽ buông tha hắn, nếu như hắn không có khả năng thể hiện ra giá trị của mình, nói không chừng kế tiếp liền nên đến phiên hắn. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Một tiếng ầm vang Huyết sát quỷ tổ trong nháy mắt hóa thành một mảnh minh mông huyết hải, không dằn nổi nhào về phía cửu anh lão quỷ. Mà cửu anh lão quỷ sau lưng, Huyền quỷ lão ma cũng bỗng nhiên động, đồng thời đánh tới. Cái này tam đại cường giả đỉnh cấp, cho dù là yếu nhất Huyền quỷ lão ma thực lực cũng ẩn ẩn so mạnh lên một bậc, về phần còn lại Huyết sát quỷ tổ cùng vạn cốt minh tổ, thực lực càng là đều muốn ở trên hắn. Bây giờ ba người liên thủ, lại thêm hắn giờ phút này bị tần trần không gian lĩnh vực trói buộc, nơi nào còn có sống sót cơ hội? Không trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, cửu anh lão quỷ điên cuồng ngăn cản, không ngừng cầu khẩn, nhưng mà vẻn vẹn kiên trì mấy cái hô hấp, chính là bị ba người trong nháy mắt xuyên thủng thần hồn, ngay cả muốn tự bạo nhục thân cùng thần hồn đều không thể làm đến, tại chỗ vẫn lạc, chết cực kỳ biệt khuất. Oanh, thiên địa chấn động, cuồn cuộn quỷ khí phun trào, tạo thành kinh khủng dị tượng. Nhưng so với tử thần mộ chủ sau khi chết dị tược, lại lại yếu ớt nhiều lắm, căn bản không tại một cái tầng cấp bên trên. nguyên chủ đại nhân, hạnh không có nhục sứ mệnh, Vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma cấp tốc thu hồi cửu anh lão quỷ vẫn lạc sau bản nguyên cùng không gian chữ vật, sau đó trở lại tần trần trước mặt, cung kính hành lễ nói. Huyết sát quỷ tổ cũng vội vàng đi theo hai người hành lễ, đầu rủ xuống trầm thấp, hãi hùng khiếp phía, sợ tần trần chú ý tới mình. Lại chết một cái, cửu anh lão quỷ cũng đã chết, Long huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hư ngạc chi tổ run rẩy truyền âm nói, đến bây giờ, chết ở chỗ này cấm khu chi chủ đã đạt đến ba tôn, kế tiếp còn sẽ tiếp tục có cấm khu chi chủ vẫn lạc sao. Long quỷ tổ bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, nếu là đối phương quyết tâm muốn đối với bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn bên trong sợ là còn sẽ có rất nhiều người, hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này. Chư vị, mặc kệ đối phương là ai, chúng ta giờ phút này đều phải liên thủ, nếu không một khi bị đối phương phân tán, lấy người này thực lực, chúng ta sợ là đều sẽ vẫn lạc tại nơi này. Long quỷ tổ trầm giọng truyền âm, ánh mắt ngưng trọng. Minh bạch, rất nhiều cấm khu chi chủ đều là khẩn trương gật đầu. Có thể trở thành cấm khu chi chủ tự nhiên đều không phải là ngớ ngẩn, biết được có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục đạo lý, tại tần trần tôn này cường giả trước mặt, bọn hắn muốn sống sót, nhất định phải đoàn kết. Nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù bọn hắn bên này khoảng chừng mười mấy tôn cấm khu chi chủ, đại biểu vùng đất bị vứt bỏ một cỗ lực lượng khổng lồ, nhưng nhìn trước mắt tần trần mấy người thời điểm, trong lòng bọn họ lại đều có sợ hãi, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tần Trần căn bản không nhìn ở một bên cẩn thận long quỷ tổ bọn người, khoát tay, vạn cốt minh tổ trong tay lưỡi hái tử thần đột nhiên lơ lửng, bị hắn ôm đồm trong tay. Ông, Tần Trần trên tay phải, một đạo vô hình tử khí phun trào đi ra, chậm rãi thẩm thấu đến cái này lưỡi hái tử thần bên trong, dường như tại cảm giác cái gì. Cái này khiến long quỷ tổ bọn hắn có chút sướng sờ, bây giờ tử thần mộ chủ, cự linh quỷ tổ, cử anh lão quỷ tam đại cấm khu chi chủ đều đã vẫn lạc, cái kia minh chủ không xử lý huyết sát quỷ tổ, cũng không cùng bọn hắn giao lưu, thế mà tại cái kia nghiên cứu lưới hái tử thần. Cái này, cũng quá không đem bọn hắn một nhóm người này để ở trong mắt đi. Lưỡi hái tử thần mặc dù cường đại, nhưng lúc nào nghiên cứu không được, không đến mức đem bọn hắn một đám người ném ở nơi này không quan tâm liền đi nghiên cứu đi. Tại cảm giác lưỡi hái tử thần sau một lát, tần trần đột nhiên híp mắt nhìn về phía vạn cốt minh tổ, vạn cốt, người xác định vật này chính là thập điện diêm đế ban cho dưới chướng quỷ tướng quỷ vương chi nhận. Vạn cốt minh tổ sướng sờ, không biết tần trần vì sao đột nhiên hỏi cái này, liền gật đầu nói, về minh chủ, vật này chính là quỷ vương chi nhận, năm đó thuộc hạ từng cùng thập điện diêm đế dưới trướng vô thường quỷ vương từng có giao thủ, người này liền có một thanh quỷ vương chi nhận, bất quá cái kia vô thường quỷ vương thực lực so cái kia tử thần mộ chủ lại là mạnh hơn nhiều lắm, một thân tu vi sớm đã đạt đến vĩnh hằng trật tự cảnh đỉnh phong cuối cùng, năm đó thuộc hạ cùng hắn trận đại chiến kia, chiến chính là hôn thiên ám địa. Nhật Nguyệt vô quang, cái kia gọi thảm liệt, minh giới đều sắp bị hai chúng ta đánh sập. Im miệng, tần trần sắc mặt khó coi, trực tiếp đánh gãy vạn cốt minh tổ lời nói. Gia hỏa này, động một chút lại yêu giảng chính mình chuyện năm đó, khiến cho chính mình rất lợi hại tựa như. Không nói liền không nói, làm gì lớn tiếng như vậy thôi. Vạn cốt minh tổ nhếch miệng, thần sắc có chút hủy khuất. Một bên huyết sát quỷ tổ đều thấy choáng tần trần không thèm để ý hắn. Ý thức một lần nữa đắm chìm tại lưỡi hái tử thần bên trong, dường như tại cảm giác cái gì vạn cốt minh tổ lời nói lại là để long quỷ tổ một đám người có chút rối loạn lên. Các ngươi đã nghe chưa, tên kia nói năm đó hắn cùng vô thường quỷ vương giao thủ qua. Vô thường quỷ vương, đây không phải là thời đại viễn cổ minh giới tứ cực đại đế thập điện diêm đế dưới chướng thập đại quỷ vương một trong sao. Tứ cực đại đế dưới chướng cường giả, đều là thời đại viễn cổ cấp cao nhất siêu thoát cường giả, một tay che trời tồn tại. Gia hỏa này có thể cùng thập đại quỷ vương giao thủ. Cái này, khoác lác đi, một đám người đều có chút rung động. lúc này long quỷ tổ bọn hắn sớm đã khẳng định đã từng xâm minh quỷ vương cũng sớm đã vẫn lạc bây giờ chiếm cứ xâm minh quỷ vương bộ nhục thân này khẳng định không phải xâm minh quỷ vương chính mình là hắn nhất định là hắn không có sai nhất định là hắn mà lúc này không minh lão ma thì là con người co vào rốt cuộc nghĩ tới vạn cốt minh tổ thân phận thanh âm có chút run rẩy không minh lão ma người biết hắn long quỷ tổ bọn người phút chốc nhìn qua nhìn bộ dáng không minh lão mà tựa hồ nhận biết chiếm cứ xâm minh quỷ vương tên kia, từng cái vội vàng xem ra. Vạn cốt minh tổ, người này là vạn cốt minh tổ, không minh lão ma run giọng nói. Vạn cốt minh tổ, trong lòng mọi người giật mình, cái tên này, bọn hắn tựa hồ ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, tựa như từ cái kia nghe được bình thường. Cái tên này, đây không phải là năm đó viễn cổ tứ cực đại đế u minh đại đế dưới chướng bảy đại minh tướng một trong sao. Đột nhiên, có cấm khu chi chủ kinh ngạc nói, Người này cũng là một tôn đến từ thời kỳ viễn cổ cường giả, đối với danh tự này có chỗ nghe nói. Đối với, là hắn không sai, không minh lão ma liên tục gật đầu, người xác định, đám người kinh hãi, cường giả như vậy làm sao lại xuất hiện tại vùng đất bị vứt bỏ. Không có sai, không minh lão ma run giọng nói, năm đó đường ta qua U Minh Đại Đế lãnh địa thời điểm, từng ngoài ý muốn đến trái với Đại Đế lãnh địa quy củ, lúc đó kém chút bị tóm, cuối cùng vẫn tìm quan hệ bái phỏng người này đằng sau, mới lấy thoát thân, cho nên tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Từ vừa mới bắt đầu, không minh lão mà đã cảm thấy vạn cốt minh tổ cực kỳ quen thuộc, mình tại cái nào gặp qua bình thường, mà giờ khác này, hắn rốt cục triệt để nghĩ tới khí tức kia, thanh âm kia, tuyệt đối là vạn cốt minh tổ không sai. Thế nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này? ở đây long quỷ tổ mấy người cũng đều kinh hãi, một mặt ngốc trệ. Nếu như bây giờ xâm minh quỷ vương thật là u minh đại đế dưới trướng vạn cốt minh tổ. Như vậy, người này là ai? Đám người bỗng nhiên nhìn về phía tần trần, ánh mắt hoảng sợ. Trong lòng làm sao cũng vô pháp bình tĩnh, chương 5357, thật không có tiết tháo. T, giờ khắc này, lòng quỷ tổ bọn hắn đều hít một hơi lãnh khí, một mặt ngốc trệ. Nếu như trước mắt xâm minh quỷ vương thật là ngày xưa u minh đại đế dưới chướng bảy đại quỷ tướng một trong, cái kia tần trần thân phận, tuyệt đối là bọn hắn có khả năng tùy tiện phỏng đoán. Minh chủ, đồng thời vạn cốt minh tổ đối với tần trần xưng hô cũng làm cho trong lòng bọn họ thất kinh có rất nhiều suy đoán oanh lúc này tần trần cũng cuối cùng từ đối với quỷ vương chi nhận trong cảm giác lấy lại tinh thần hắn khoát tay một thanh này quỷ vương chi nhận chính là đã rơi vào đến cách đó không xa vạn cốt minh tổ trong tay để vạn cốt minh tổ không khỏi khẽ giật mình trần thiếu cái này quỷ này vương chi nhận về sau liền cho ngươi sử dụng tần trần thản nhiên nói cho ta sử dụng vạn cốt minh tổ lập tức hưng phấn lên Hắn vẻ mặt tươi cười, không ngừng mài cọ lấy trước mặt Quỷ Vương Chi Nhận, mặc dù trước đó hắn đối với quỷ này Vương Chi Nhận cực kỳ khinh thường, nhưng bây giờ tần trần vậy mà nói đem quỷ này Vương Chi Nhận cho hắn sử dụng, lập tức để hắn hưng phấn không thôi, miệng đầy chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Hắc hắc, Đa Tạ Minh Chủ đại nhân, thuộc hạ tất nhiên hảo hảo cố gắng, không cô phụ Minh Chủ đại nhân chờ mong. Vạn Cốt Minh Tổ cười hắc hắc nói, hắn vốn là có được Vạn Minh Lưu Ly Cốt, một thân phòng ngự cực kỳ kinh người chỉ bất quá bởi vì thần hồn bất tăng triệt để khôi phục, thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong, cho nên tại phương diện công kích còn có chút khiếm khuyết mà thôi. Đây cũng là lúc trước hắn lâu bắt không được tử thần mộ chủ bọn hắn nguyên nhân chỗ, nhưng nếu là có thể khống chế quỷ này vương chi nhận, chẳng khác gì là điền vào hắn tại công kích phương diện này khiếm khuyết, lấy hắn đã từng tu vi, nếu là có thể triệt để khống chế quỷ này vương chi nhận, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn đến bội số tăng lên, chỉ ít so cái kia tử thần mộ chủ thi triển lúc uy lực mạnh hơn nhiều vạn cốt minh tổ tại trước mắt bao người vũ động mấy lần quỷ vương chi nhận lập tức xâm xâm quỷ khí phun trào mà ra đem hư không đều phách trảm ra từng đạo gợn sóng rước lấy long quỷ tổ đám người cực kỳ hâm mộ ánh mắt đây chính là lưỡi hái tử thần a vùng đất bị vứt bỏ cấp cao nhất hóa vàng một trong nếu là bọn họ có thể được đến nhất định có thể để bọn hắn thực lực tăng lên gấp đôi không chỉ chỉ tiếc bây giờ bị vạn cốt minh tổ cầm tới bọn hắn là vạn vạn không dám lên đi cướp đoạt tốt thu lại đi nho nhỏ quỷ vương chi nhận mà thôi, ngạc nhiên. Tần Trần khinh thường mắt nhìn cầm quỷ vương chi nhận dương dương đắc ý, yêu thích không buông tay vạn cốt minh tổ, một mặt im lặng. Còn bảy đại minh tướng một trong đâu, chỉnh cùng chưa thấy qua việc đời giống như. Đối với quỷ này vương chi nhận, Tần Trần cũng không để ở trong lòng, hắn đã có thần bí kiếm gì, mặt khác bất luận cái gì bảo binh đều không bị hắn để vào mắt, mà bên người trong nhiều người như vậy, cũng chỉ có vạn cốt minh tổ có thể đem quỷ này vương chi nhận uy lực hoàn toàn phóng xuất ra, cho nên giao cho vạn cốt minh tổ là thích hợp nhất. Hắc hắc, tốt minh chủ đại nhân, vạn cốt minh tổ lại là đối tần trần trào phúng lơ đánh, khoát tay, quỷ này vương chi nhận trong nháy mắt biến mất, bị hắn thu vào. Sau đó, tần trần ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào nơi xa long quỷ tổ đám người trên thân, bị tần trần ánh mắt nhìn chằm chằm, long quỷ tổ bọn người nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Chúng ta không biết là minh chủ đại nhân đại giá Quang Lâm, lúc trước nếu có tội, mong được tha thứ. Long quỷ tổ vội vàng chắp tay hành lễ, những cấm địa khác chi chủ cũng đều nhao nhao chắp tay, nội tâm tâm thần bất định sợ hãi. Thật sự là tần trần thủ đoạn thật là đáng sợ, liên tiếp chém giết bốn tôn cấm khu chi chủ, có thể nói là đã giết long quỷ tổ bọn người sợ hãi, huống chi bọn hắn hôm nay còn bị tần trần không gian mê cung cho nhốt, tự nhiên càng thêm không dám làm càn. Chư vị làm gì khách khí như thế, xưng hô ta là minh huynh liền có thể. Tần Trần nhìn xem Long Quỷ Tổ bọn người, trong lúc bất chợt cười. Hắn mạnh mẽ đưa tay, oanh một tiếng, chỉ một thoáng, chung quanh vô số lực lượng không gian bỗng nhiên biến mất, Long Quỷ Tổ bọn người chỉ cảm thấy áp bách trên người bọn hắn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tan thành mây khói, phảng phất cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua bình thường. Cái này, thu hồi lĩnh vực thần thông, Long Quỷ Tổ bọn người mặt lộ kinh ngạc, ngoài ý muốn nhìn xem Tần Trần, hiển nhiên không ngờ tới Tần Trần lại sẽ trực tiếp thu hồi không gian thần thông, bọn hắn vốn cho rằng tần trần sẽ nhờ vào đó áp chế cái gì bản minh chủ lúc trước đã nói bản minh chủ đến chỗ này là vì nghĩ biện pháp cùng chư vị cùng nhau rời đi nơi đây vốn cũng không có bất luận cái gì muốn cùng chư vị là địch ý tứ lúc trước sở dĩ động thủ chỉ vì tử thần mộ chủ bọn hắn nhất định phải cùng bản minh chủ là địch bản minh chủ rơi vào đường cùng chỉ có thể giết bọn hắn thật sự là đáng tiếc tần trần thở dài nói ra giọng thành khẩn chung quanh long quỷ tổ bọn người từng cái trợn mắt hốc mồm nếu như không phải tận mắt thấy Tần Trần lúc trước cường thế chém giết tử thần mộ chủ mấy người, chỉ nghe Tần Trần hiện tại lời nói, còn tưởng rằng hắn là bị khi phụ một phương đâu. Bất quá, Tần Trần đô nói như vậy, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể thuận Tần Trần lời nói nói tiếp. Ai, tử thần mộ chủ bọn hắn cũng thật sự là vô cớ nhất định phải đắc tội Minh huynh, bây giờ thần hồn đều tán, cũng là quả báo của bọn hắn. Đúng vậy a, à, tử thần mộ chủ bọn hắn xem như tự tìm đường chết, cũng trách không được Minh huynh. Minh huynh đã rất nhân từ, là tử thần mộ chủ bọn hắn nhất định phải tìm chết, vậy cũng không có cách nào. Hư ngạc chi tổ bọn hắn nhao nhao gật đầu nói, một mặt lòng đầy căm phẫn. Một bên, huyết sát quỷ tổ miệng há lớn, ánh mắt ngốc trệ. Hắn lúc này, chỉ cảm thấy trước mắt hư ngạc chi tổ bọn hắn không gì sánh được dối trá, thân là cấm khu chi chủ, còn có thể càng không có tiết tháo một chút sao. Chẳng lẽ vì mạng sống, hoặc là vì không nguyện ý đắc tội trước mắt minh chủ, liền có thể điên đảo như vậy đen trắng, thị phi không phân, thậm chí từng cái bịa đặt lung tung, cũng không biết đỏ mặt sao. Huyết sát quỷ tổ nội tâm không gì sánh được lòng đầy căm phẫn. Đúng, đúng lúc này, vạn cốt minh tổ chẳng biết lúc nào đi tới huyết sát quỷ tổ bên người, một bàn tay đập vào trên vai của hắn, lập tức đem hắn giật nảy mình. Huyết sát, tiểu tử ngươi nói thế nào? Vạn cốt minh tổ nhếch miệng nhìn xem huyết sát quỷ tổ. Long huynh bọn hắn nói quá tốt rồi, tử thần mộ chủ bọn hắn tội đáng chết vạn lần, năm lần bảy lượt đối với minh chủ đại nhân xuất thủ, đơn giản tội không thể tha, minh chủ đại nhân chỉ là đem bọn hắn nhục thân đánh nổ, thần hồn hủy diệt, đã là không gì sánh được nhân từ, nếu là đổi lại những người khác, lọt vào như vậy buồn nôn, sợ là đã sớm tinh luyện tử thần mộ chủ bọn hắn thần hồn, ngày ngày nấu luyện tra tấn, để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Huyết sát quỷ tổ đối với tần trần thật sâu không người trao, minh chủ đại nhân nhân từ, huyết sát trong lòng vạn phần kính nể, bây giờ càng là đặt ở tiếp theo đường sống. Thật sự là ta vùng đất bị vứt bỏ rất nhiều cấm khu chi chủ chi phúc huyết sát quỷ tổ ngữ khí sục sôi, để long quỷ tổ bọn người từng cái trợn mắt hốc mồm. Tuyệt, không nghĩ tới huyết sát quỷ tổ lại vẫn là như vậy ra hỏa. Cái này miệng đầy mê sảng, đơn giản so với ai khác nói đều trượt. Thả ngươi một con đường sống, tần trần quay đầu, nhàn nhạt, nhìn xem huyết sát quỷ tổ, bản minh chủ có đã nói như vậy sao? Huyết sát quỷ tổ trong lòng một cái lộp bộp, phía sau có mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng chắp tay, minh chủ đại nhân, tại hạ thật đã biết sai, còn xin minh chủ đại nhân đặt ở tiếp theo ngựa. Huyết sát quỷ tổ sợ hãi không gì sánh được, chương 5358, yên tâm tự bảo. Thả ngươi một con đường sống, cũng là không phải không thể. Đúng lúc này, tần trần nhìn xem huyết sát quỷ tổ không khỏi từ tốn nói. Huyết sát quỷ tổ nghe vậy, trong lòng lập tức đại hỉ, vội vàng hành lễ nói chỉ cần minh chủ đại nhân nguyện ý đặt ở tiếp theo ngựa, tại hạ nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa, lấy minh chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, lấy ra sức trâu ngựa rất tốt tần trần gật đầu chậm rãi đi hướng huyết sát quỷ tổ sau đó hắn chậm rãi đưa tay chụp vào đầu của hắn ngươi minh chủ đại nhân ngươi muốn làm gì huyết sát quỷ tổ run giọng nói ra ngươi không phải nguyện ý đầu nhập vào bản minh chủ làm gốc minh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó sao bản minh chủ đương nhiên muốn gieo xuống nô ấn tần trần nghiêng mắt nói chẳng lẽ lại các hạ sẽ không coi là ngoài miệng nói câu thần phục bản minh chủ liền sẽ tin tưởng đi gieo xuống nô ấn, bốn chữ này vừa ra, huyết sát quỷ tổ toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc. Một bên long quỷ tổ mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm, con người co rụt lại. Cho huyết sát quỷ tổ gieo xuống nô ấn, nói đùa cái gì, nô ấn, thường dùng tại cường giả tại dưới trướng trong linh hồn lưu lại ấn ký, một khi bị gieo xuống nô ấn, sinh tử đều không nhận chính mình trưởng khống, sẽ tùy ý người khác điều khiển, mấu chốt nhất là, một khi bị gieo xuống nô ấn, bị thi ấn người sẽ đối với thi ấn người nói gì nghe nấy, sẽ không còn phản kháng khả năng cho nên loại thủ đoạn này thường thường biết dùng tại cấp thấp minh giới tử linh trên thân có thể huyết sát quỷ tổ chính là tam trọng vĩnh hằng trật tự cảnh siêu thoát phóng tới minh giới bất luận cái gì một chỗ địa vực đều là cự đầu cấp nhân vật nhân vật như vậy bị gieo xuống nô ấn trong lòng như thế nào cam tâm đây là lớn cỡ nào sỉ nhục lớn cỡ nào trò cười làm sao có thể tiếp nhận huyết sát quỷ tổ toàn thân run rẩy hoảng sợ ngẩng đầu run giọng nói minh chủ đại nhân thuộc hạ nguyện ý vì đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó thế nhưng là cái này nô ấn a à, ngươi không nguyện ý tần trần nhàn nhạt nhìn xem huyết sát quỷ tổ người nếu không nguyện ý cũng không sao rất minh chủ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu bất quá ngươi lúc trước cũng đã nói các hạ nhiều lần đối bản minh chủ động tay dưới tình huống bình thường đã sớm nên bị tinh luyện thần hồn ngày ngày nối luyện tra tấn vĩnh thế không được siêu sinh bản minh chủ cũng có thể thỏa mãn ngươi như thế một cái nguyện vọng oanh thoại âm rơi xuống Tần Trần thân bên trên đột nhiên phun trào đi ra một đạo vô hình khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đem huyết sát quỷ tổ bao phủ tại trong đó. Tạch tạch tạch, liền nghe đến trong hư không, từng đạo kinh người không gian thanh âm vang lên, phương viên trong vạn giảm hư không bị Tần Trần trong nháy mắt đông kết, đem huyết sát quỷ tổ một mực giam cầm tại trong vùng hư không này. Ta, huyết sát quỷ tổ bị Tần Trần không gian lĩnh vực cầm cố lại, sắc mặt lập tức đại biến, hắn biết rõ Tần Trần khủng bố, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn tránh thoát Tần Trần trói buộc, căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi, huyết sát quỷ tổ nhìn xem một bên chậm rãi đến gần vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ánh sáng một cái tần trần liền đã không phải hắn có thể đối phó, huống chi còn có vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma tại. Chư vị, huyết sát quỷ tổ trong lòng chuyển động, liền nhìn hướng cách đó không xa long quỷ tổ bọn người, kế sách hiện nay, chỉ có long quỷ tổ đám người liên thủ mới có giải cứu hắn hy vọng. Long quỷ tổ mấy người cũng là sắc mặt biến huyến, bọn hắn cũng đã nhìn ra bây giờ huyết sát quỷ tổ chỉ có hai lựa chọn một cái là bị trước mắt tần trần nô dịch một cái khác chính là chết ở chỗ này nhưng là muốn cho long quỷ tổ bọn hắn nhúng tay chuyện này đó cũng là tuyệt đối không thể nào bọn hắn lúc trước thật vất vả mới từ tần trần không gian trong mê cung giải thoát đi ra như thế nào lại tùy tiện nhúng tay tần trần cùng huyết sát quỷ tổ ở giữa xung đột huống hồ huyết sát quỷ tổ lúc trước hoàn toàn chính xác mấy lần va chạm tần trần cũng tới chém giết giao thủ bọn hắn cũng căn bản không có lý do gì đi khuyên tần trần dừng tay huyết sát quỷ tổ nhìn thấy long quỷ tổ bọn người thở ơ trong lòng cảm giác nặng nề sau một khắc hắn bỗng nhiên đứng lên kiên định nhìn xem tần trần nguyên chủ đại nhân tại hạ huyết sát quỷ tổ hoàn toàn chính xác nguyện ý thần phục đại nhân vì đại nhân hiệu lực có thể để tại hạ bị thi hạ nô ấn lại là tuyệt đối không thể nào dù sao tại hạ qua nhiều năm như vậy tung hoành minh giới cùng vùng đất bị vứt bỏ gieo xuống nổ ấn bực này sỉ nhục sự tình, để tại hạ làm sao có thể tiếp nhận. Nói đến đây, huyết sát quỷ tổ trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra đến một đạo kiên quyết chi sắc, đồng thời trong thân thể của hắn, một cỗ kinh khủng bản nguyên khí thức bay lên. Ta huyết sát quỷ tổ, tung hoành minh giới, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỷ mà sống, nếu là đại nhân khăng khăng muốn nô dịch tại hạ, vậy tại hạ chỉ có thể là tự bạo thần hồn cùng bản nguyên, tự đoạn nơi này. Huyết sát quỷ tổ trong con mắt hiện lên một tia ngoan ý, nghiêm nghị nói ra. Âm ầm trong thân thể của hắn, một cỗ khí thức kinh khủng dâng lên, hiển nhiên tần trần nếu là muốn cưỡng ép đem nó nô dịch, hắn chắc chắn dẫn bạo bản nguyên, tự bạo ở đây. Long quỷ tổ bọn người nhao nhao biến sắc, vội vàng âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Huyết sát quỷ tổ nhục thân bành trướng, đại dương minh mông vô biên, lực lượng bản nguyên có thể nói là vô cùng vô tận, hắn nếu là tự bạo, tạo thành lực phá hoại, chỉ sợ đủ để đem toàn bộ quỷ vương điện chỗ khu vực triệt để hóa thành bột mịn, cho dù là bị tần trần không gian lĩnh vực bao trùm, dạng này một nguồn lực lượng cũng đủ để lan đến gần bọn hắn làm bọn hắn thụ thương a à, bản minh chủ ngược lại là không nghĩ tới các hạ tính tình đúng là như vậy cương liệt bội phục bội phục tần trần nở nụ cười ngớ ngẩn lúc này vạn cốt minh tổ lại là chế nhạo một tiếng đối với huyết sát quỷ tổ khinh thường nói huyết sát quỷ tổ vọng ngươi hay là vùng đất bị vứt bỏ này bên trong cường giả một chút xem xét thời thế tầm mắt đều không có ngay cả bản tổ vạn cốt minh tổ đều thần phục minh chủ đại nhân người đây tính toán là cái gì đồ vật nói thật cho ngươi biết có thể bị minh chủ đại nhân nô dịch đây chính là phúc khí của ngươi vạn cốt minh tổ mặc dù không biết tần trần vì sao không để cho huyết sát quỷ tổ cùng hỗn độn thế giới dung hợp mà nhất định phải đem nó nô dịch nhưng nhìn về phía huyết sát quỷ tổ tình nguyện tự bạo đều không muốn bị tần trần nô dịch trong lòng lập tức vạn phần khinh thường người bình thường nô dịch huyết sát quỷ tổ đó là thật muốn nô dịch hắn có thể trần thiếu thân phận gì nô dịch huyết sát quỷ tổ căn bản chính là phúc khí của hắn dĩ trần thiếu thành tựu tương lai, sao lại để ý một cái chỉ là huyết sát quỷ tổ. Ha ha, tần trần nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp ngăn trở vạn cốt minh tổ, vạn cốt, huyết sát quỷ tổ muốn tự bạo lấy đang thân, chúng ta cũng đừng ngăn cản hắn, cho hắn cơ hội này, bất quá. Tần trần mắt nhìn bốn phía, lấy người này thực lực, một khi tự bạo, chắc chắn cho nơi đây tạo thành phá hư khổng lồ, dạng này. Oanh, tần trần đột nhiên khoát tay, trong chốc lát, một đạo minh mông từ hải trường hà xuất hiện ở trong hư không, trường hà này không gì sánh được nguy nga, giống như một đầu như đại dương minh mông, một cái chớp mắt liền bao phủ lại huyết sát quỷ tổ quanh thân phương viên vạn giảm hư không. Ân, dạng này không sai biệt lắm, có này từ hải chi thủy bao khỏa, cho dù cái này huyết sát quỷ tổ tự bảo, cũng sẽ không đối với chỗ này tạo thành cái gì phá hư. Tần Trần cười híp mắt nhìn xem huyết sát quỷ tổ, tốt, các hạ có thể yên tâm tự bảo. Huyết sát quỷ tổ, chương 5359, đưa cho chúng ta, nhìn xem quanh thân phun trào vô tận từ hải trường hà, đem phương viên vạn giảm hư không đều tất cả đều bao phủ, huyết sát quỷ tổ miệng há lớn, một mặt ngốc trệ, ánh mắt kia liền cùng gặp quỷ bình thường. Mà mẹ nó, huyết sát quỷ tổ giờ phút này trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Hắn sở dĩ dám lấy tự bạo uy hiếp, cũng là bởi vì lấy thực lực của hắn tu vi, một khi tự bạo, dù là không gian này lĩnh vực mạnh hơn, lực lượng của hắn cũng đủ để phá hủy cái này phương viên 10 vạn giảm bên trong vô tận hư không. Lúc trước xâm minh quỷ vương dẫn bạo tử hải nguyên tinh liền có thể tạo thành uy lực lớn như vậy, hắn huyết sát quỷ tổ dù sao cũng là tam trọng hậu kỳ siêu thoát, lại nhục thân vô tận huyết hải vô cùng to lớn, so với dẫn bạo tử hải nguyên tinh, hắn tự bạo uy lực đâu chỉ kinh khủng gấp 10 lần. Đến lúc đó, toàn bộ quỷ vương điện chỗ chắc chắn trở thành một vùng phế tích, gạch ngói vụn vô tồn, cho hắn chôn cùng. Đây mới là hắn dám can đảm cùng Tần Trần nói tự bạo nguyên nhân, chính là vì bức bách Tần Trần không tại trong linh hồn hắn gieo xuống nô ấn mà thôi nhưng bây giờ huyết sát quỷ tổ nhìn bên cạnh uốn lượn vạn dặm so với huyền quỷ lão ma cùng vạn cốt minh tổ lúc trước khi triển ra khủng bố hơn hơn trăm lần quy mô không chỉ biển chết chi thủy huyết sát quỷ tổ không khỏi khuôn mặt đắng chát trong miệng phát khổ trôn cùng cái quỷ a từ hải nước biển uy lực hắn lại biết rõ rành rành có bảo vật này lại thêm tần trần không gian giam cầm cho dù là hắn thật tự bạo nhục thân cùng thần hồn uy lực cũng sẽ bị giam cầm tại một cái cực kỳ nhỏ phạm vi bên trong căn bản là không có cách cho quỷ vương điện cùng tần trần bọn hắn tạo thành chút nào tổn thương ta huyết sát quỷ tổ há hốc mồm biểu lộ ngốc trệ lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải tự bảo đi hắn sẽ chỉ chết không có tiếng tăm gì ngay cả một chút gợn sóng đều kinh không nổi không tự bảo đi tiết tháo đâu cốt khí đâu long quỷ tổ bọn hắn lại sẽ làm như thế nào đối đãi chính mình mà tại huyết sát quỷ tổ trong lòng lưỡng nan thời điểm Lòng quỷ tổ bọn người lại là căn bản không có quan tâm huyết sát quỷ tổ ý nghĩ, bọn hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị trước mắt tử hải nước biển cho sợ ngây người. Nhiều như vậy tử hải chi thủy, ông trời của ta, vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma biển chết chi thủy, chẳng lẽ đều là người này ban cho sao? Nhiều như vậy biển chết chi thủy, sợ là tương đương với nguyên một tòa tử hải tuyền nhãn đi. Tử hải chi thủy ẩn chứa vô tận sát ý, căn bản là không có cách bị khống chế, người này đến tột cùng là thế nào làm được? trong lúc nhất thời lòng quỷ tổ trong lòng bọn họ thật lâu vô pháp bình tĩnh vốn cho rằng vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma nắm giữ tử hải chi thủy đã là toàn bộ giờ phút này cùng tần trần so sánh bọn hắn mới trong nháy mắt giật mình tỉnh lại vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma khống chế biển chết chi thủy căn bản chính là toàn bộ tử hải chi thủy bên trong cực kỳ nhỏ một bộ phận trước mắt tần trần nắm trong tay biển chết chi thủy mới thật sự là tử hải chi thủy đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến một cái khác sự thực đáng sợ kẻ này Lúc trước cùng tử thần mộ chủ bọn hắn giao phong thời điểm, vậy mà đều bất tăng thi triển ra toàn bộ thủ đoạn đến. Có này từ hải chi thủy, tử thần mộ chủ bọn hắn chỉ bằng lại liều mạng, thì như thế nào có thể địch? Chết không có chút nào oan, long quỷ tổ bọn người nội tâm rung động, đều hít một hơi lãnh khí. Lúc trước cùng tử thần mộ chủ bọn hắn giao thủ thời điểm, tần chân lại còn không có thi triển đi ra toàn bộ thủ đoạn, nếu không nếu là trước đó đem cái này từ hải chi thủy thi triển đi ra, tử thần mộ chủ bọn hắn làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Ta, hiện tại, nên làm cái gì? Huyết sát quỷ tổ nội tâm choáng váng, triệt để không biết làm sao. Giờ phút này hồi tưởng lại trước đó hắn đem tần trần nuốt vào trong thân thể của mình hình ảnh, chỉ cảm thấy não hải choáng váng, tràn đầy nghĩ mà sợ. Lúc trước tần trần chỉ là thôn vệ trong cơ thể hắn huyết hải bản nguyên mà thôi, nếu không nếu là đem cái này từ hải chi thủy toàn bộ thi triển đi ra, vậy hắn vô tận huyết hải còn có thể ngăn cản sao? sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái này vô tận tử hải chi thủy cho ăn mòn, cuối cùng toàn bộ ý chí cho gạt bỏ. Chỉ là, mình chủ đại nhân có cái đồ chơi này, trước đó đối chiến tử thần mộ chủ vì cái gì không thi triển đi ra ha. À? Hắn hiện tại nửa vời, hoàn toàn không có hoàn chuyển khả năng. Huyết sát quỷ tổ, người lúc trước không phải lòng đầy căm phẫn, muốn tự bạo, lấy tên thân chí sao. Làm sao hiện tại không có động tính, nhìn xem tại cái kia một mặt ngốc trệ, lại một điểm động tính đều không có huyết sát quỷ tổ, Tần Trần khẽ cười nói: "Yên tâm, ngươi bây giờ cứ việc tự bạo, bản minh chủ đã chuẩn bị xong, có này từ Hải Chi Thủy cùng không gian giam cầm, đừng nói ngươi chỉ tự bạo một lần, liền xem như tự bạo 10 lần 8 lần, bản minh chủ cũng đều có thể đỡ, sẽ không phá hư xung quanh hoàn cảnh." Tần Trần cười híp mắt nói: "Ta, huyết sát quỷ tổ khóc không ra nước mắt, chân tay luống cuống, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có quỷ mới muốn tự bạo a, à, hắn chỉ là muốn dùng tự bạo uy hiếp một chút đối phương." để cho đối phương không cần cho mình gieo xuống nô ấn mà thôi. Hiện tại khiến cho, thế nào huyết sát quỷ tổ, còn có cái gì vấn đề sao? Tự bảo hẳn là thật đơn giản đi, chỉ cần nhẹ nhàng dẫn bạo tự thân thần hồn cùng nhục thân bản nguyên là có thể, phía sau thần hồn cùng bản nguyên tự nhiên sẽ nổ tung lên, ngươi nếu không biết nói, muốn hay không bản minh chủ để vạn cốt bọn hắn giúp ngươi một chút. Tần Trần thấy máu sát quỷ tổ còn không có cử động, không khỏi ra hiệu một chút vạn cốt minh tổ cùng huyền quỷ lão ma, hiển nhiên là muốn để bọn hắn đi lên giúp đỡ huyết sát quỷ tổ. Hắc hắc, vạn cốt minh tổ theo tần trần lâu như vậy, làm sao không biết tần trần tâm tư, lập tức cười quái dị một tiếng, vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền đến đến mà đến huyết sát quỷ tổ trước người. Huyết sát huynh A, mình chủ đại nhân nói không sai, tự bạo rất đơn giản, người nếu không biết nói, nếu không, ta tới giúp người một chút. Vạn cốt minh tổ cười hít mắt nói, ta, huyết sát quỷ tổ gian nan gạt ra một cái dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, vội vàng nói, không nhọc vạn cốt huynh hỗ trợ, tại hạ chỉ là cần ấp ủ một chút. Ấy, tự bảo có cái gì tốt ấp ủ, bất quá, huyết sát huynh tình nguyện tự bảo đều không muốn thần phục minh chủ đại nhân, bực này khí tiết, bản tổ là vạn phần kính nể. Vạn cốt minh tổ lắc đầu thở dài nói, minh chủ đại nhân cỡ nào thân phận, đừng nói là tại vùng đất bị vứt bỏ, liền xem như tại toàn bộ minh giới, muốn đi theo minh chủ đại nhân cường giả đều nhiều vô số kể lần này minh chủ đại nhân ngoài ý muốn đi vào vùng đất bị vứt bỏ này, chính là huyết sát huynh cùng chư vị vận khí. Huyết sát huynh thực lực hoàn toàn chính xác miễn cưỡng coi như không tệ, phóng tới minh giới cũng coi là một cao thủ, nhưng nơi này là vùng đất bị vứt bỏ, từ hải lồng giam, vĩnh viễn vô pháp rời đi địa phương. Dùng câu không dễ nghe lời nói tới nói, liền xem như minh giới một con chó, đều so huyết sát huynh người có tôn nghiêm, đều khinh thường đến cùng huyết sát huynh người đổi. Bây giờ minh chủ đại nhân khống chế tử hải chi thủy, có thể để các ngươi thoát khỏi vùng đất bị vứt bỏ này trói buộc quay về minh giới bực này vinh quang huyết sát huynh vậy mà tình nguyện tự bạo đều không muốn hưởng dụng bản tổ thật là bội phục a à. vạn cốt minh tổ liên tục thở dài lắc đầu hắn lời nói này để huyết sát quỷ tổ toàn thân cứng đờ xa xa long quỷ tổ mấy người cũng là con ngươi trợn to ngươi nói cái gì có thể làm cho chúng ta rời đi vùng đất bị vứt bỏ này huyết sát quỷ tổ âm thanh run rẩy cái này sao có thể cái này có cái gì không thể nào các người tại vùng đất bị vứt bỏ này cũng đã nhiều năm như vậy, đã từng có gặp ai có thể chân chính khống chế tử hải chi thủy sao? ngoài ra, nghe nói các người còn tại tử hải chỗ sâu phát hiện một chỗ tử hải cấm địa, có rời đi nơi đây khả năng? tại minh chủ đại nhân giáng lâm trước đó, cái này tử hải cấm địa vì sao một mực không bị phát hiện? các hạ chưa phát giác kỳ quái sao? vạn cốt minh tổ khẽ cười nói, lời vừa nói ra, nơi sa long quỷ tổ bọn người thân thể khẽ giật mình. tựa hồ thật đúng là như vậy. Ở trước mắt người xuất hiện trước đó, vùng đất bị vứt bỏ này chưa bao giờ có người khống chế qua tử hải chi thủy. Đây cũng là đám người vì cái gì gắt gao nhìn chằm chằm xâm minh quỷ vương nguyên nhân, mà bây giờ bọn hắn đều rõ ràng, xâm minh quỷ vương cùng huyền quỷ lão ma sở dĩ có thể khống chế tử hải chi thủy, vô cùng có khả năng đều là bởi vì trước mắt cái kia minh chủ nguyên nhân. Ngoài ra, tại tần trần xuất hiện trước đó, cũng chưa từng nghe nói qua chỗ kia tử hải cấm địa tồn tại, bây giờ cái kia tử hải cấm địa vừa xuất hiện, trước mắt cái này minh chủ liền xuất hiện, Hết lần này tới lần khác còn nắm trong tay minh mông như vậy một mảnh từ hải chi thủy, cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Hay là nói như cái kia Vạn Cốt Minh Tổ lời nói, đây hết thảy từ nơi sâu xa có liên hệ nào đó, người này nhưng thật ra là dẫn bọn hắn rời đi vùng đất bị vứt bỏ mấu chốt. Vạn Cốt Minh Tổ lời nói, để bọn hắn nội tâm trong nháy mắt có các loại suy đoán. Lúc này, Huyết Sát Quỷ Tổ run rẩy nói, "Ngươi, ngươi nói đều là thật, rời đi vùng đất bị vứt bỏ cơ hội." đây là cỡ nào xa xỉ mộng đẹp tự nhiên là thật bản tổ thân phận gì còn cần đến lừa ngươi ngươi dùng đầu óc ngẫm lại liền minh bạch tại minh chủ đại nhân trong mắt các hạ thật không tính là gì vạn cốt minh tổ nhìn xem huyết sát quỷ tổ ánh mắt liền cùng nhìn một cái chưa thấy qua việc đời sâu kiến một dạng cái này khiến huyết sát quỷ tổ xấu hổ không chịu nổi huống chi minh chủ đại nhân cỡ nào tôn quý há lại sẽ một mực đợi tại vùng đất bị vứt bỏ này vùng đất bị vứt bỏ này liền xem như vây được thiên hạ bất luận kẻ nào, cũng tất nhiên khốn không được minh chủ đại nhân. Vạn Cốt Minh tổ một mặt ngạo nghễ, thần sắc cao cao tại thượng. Giờ này khắc này, hắn thật đúng là không phải đang khoác lác, trong lòng hắn hoàn toàn chính xác cực kỳ chắc chắn tần Trần nhất nhất định có thể rời đi vùng đất bị vứt bỏ này. Mà ngữ khí của hắn, thần thái, tự nhiên thật sâu lạc ấn tại Long Quỷ tổ đám người trong lòng. Đúng vậy a, à, Vạn Cốt Minh tổ cỡ nào thân phận đã từng tứ cực đại đế U Minh đại đế dưới chướng bảy đại quỷ tướng một trong, người như vậy, đã coi như là đã từng minh giới chân chính nhân vật cao tầng. Chỉ ít ở đây tất cả cấm khu chi chủ, không ai tại thời đại viễn cổ có vạn cốt minh tổ thân phận địa vị cao, thậm chí ngay cả hắn một phần người đều xa xa không có. Huyết sát quỷ tổ nội tâm trong nháy mắt khởi động sóng dậy. Vị này, chẳng lẽ là U Minh đại đế dòng dõi sao? Lúc này, huyết sát quỷ tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tần trần, lặng lẽ đối với vạn cốt minh tổ hỏi mặc dù là lặng lẽ, nhưng thanh âm này lại là truyền bá đến tất cả cấm khu chi chủ bên tai, để bọn hắn thân thể chấn động, ngay cả đều nhao nhao xem ra. Đối với tần trần thân phận, bọn hắn là quá hiếu kỳ. Có thể làm cho U Minh Đại Đế dưới chướng bảy đại minh tướng một trong cường giả đi theo, chứ U Minh Đại Đế dòng dõi, bọn hắn nghĩ không ra khác khả năng. Nhưng mà, vạn cốt minh tổ đang nghe huyết sát quỷ tổ lời nói sau, thân thể lại là đột nhiên chấn động, liên tiếp sợ hãi nhìn về phía huyết sát quỷ tổ, trong đôi mắt đúng là hiện ra tới sát ý khủng bố vẫn nổ quát huyết sát quỷ tổ ngươi làm càn, sát ý kia chi lăng liệt tựa hồ muốn cùng huyết sát quỷ tổ triệt để chia cắt ra quan hệ bình thường biến cố như vậy để ở đây tất cả mọi người là trong lòng giật mình huyết sát quỷ tổ trong lòng giật mình vạn cốt minh tổ đây là thế nào chẳng lẽ mình trước đó nói sai sao minh chủ đại nhân cỡ nào thân phận người dám lấy đại đế dòng dõi thân phận đến làm bẩn với hắn người không muốn sống sao vạn cốt minh tổ nổi giận đùng đùng làm bẩn lời này vừa nói ra huyết sát quỷ tổ bọn người miệng há lớn tình huống gì cái này minh chủ đại nhân chẳng lẽ không phải u minh đại đế dòng dõi sao hừ minh chủ đại nhân thân phận cao quý chính là u minh đại đế cũng không dám lỗ máng nể tình ngươi vi phạm lần đầu lần này cũng không sao như nếu có lần sau nữa chính là đại đế đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi nhớ lấy vạn cốt minh tổ lạnh giọng nói ra là huyết sát quỷ tổ vội vàng gật đầu, nơi xa, lòng quỷ tổ bọn người lặng lẽ nghe được một chút, tâm thần không khỏi rung động, ngay cả đại đế cũng không dám lỗ máng, người này đến tột cùng là lai lịch gì. Vạn cốt, người ở đâu nói nhỏ nói cái gì đó. Để cho người giúp hắn hảo hảo tự bảo, cần phải nhiều thời gian như vậy sao? Lúc này, tần trần hơi nhướng mày, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Là, mình chủ đại nhân, thuộc hạ cái này xử lý. Vạn cốt mình tổ thân thể run lên, Lúc này đối với huyết sát quỷ tổ nói huyết sát quỷ tổ, đã ngươi không muốn thần phục minh chủ đại nhân, muốn lấy thân tuẫn tiết, vậy liền nhanh chút đi, đừng để minh chủ đại nhân đợi lâu. Nếu như ngươi sẽ không, vậy bản tổ giúp ngươi cũng là có thể. Xuất lời, vạn cốt minh tổ trên thân lập tức bạo phát ra một cỗ khí thức kinh khủng, cái này một cỗ khí thức hóa thành vô tận đại dương minh mông, liền muốn đối với huyết sát quỷ tổ thân thể đột nhiên oanh đến. Chậm đã, huyết sát quỷ tổ vội vàng mở miệng, ân, vạn cốt minh tổ dừng lại công kích ngẩng đầu nhìn đến. Huyết sát quỷ tổ ngẩng đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, tại hạ cẩn thận lo nghĩ, phát hiện trước đó ý nghĩ quá mức nhỏ hẹp, tại hạ chỉ là nghĩ chính mình, không muốn tiếp nhận sỉ nhục, nhưng lại quên minh giới đông đảo chúng sinh, rất nhiều tử linh. Tại hạ tu luyện nhiều năm như vậy, còn không dễ dàng mới có tu vi này, nếu là cứ như vậy tự bảo, đây là đối với minh giới tổn thất, đối với đông đảo chúng sinh tổn thất, tại hạ lẽ ra giữ lại thân hữu dụng, là minh chủ đại nhân phân ưu là minh giới rất nhiều đông đảo chúng sinh phân ưu Cho nên, tại hạ nguyện ý bị gieo xuống nô ấn, chỉ cầu đại nhân tương lai có thể làm cho tại hạ là minh giới rất nhiều tử linh kính dâng ra bản thân một phần lực lượng. Huyết sát quỷ tổ nghĩa chính ngôn từ, thân thể thẳng tắp, thân ảnh lập tức nguy nga. Hắn đi vào tần trần trước mặt, một chân quỳ xuống, đầu lâu buông xuống, hào tiếng nói còn xin đại nhân là thuộc hạ trùng ấn. Ta dựa vào, cái này cũng được, Vạn cốt minh tổ nhìn xem huyết sát quỷ tổ cái kia anh dũng bộ dáng, một mặt ngốc trệ. Người này, có thể vô sỉ đến mức này. Long quỷ tổ bọn người cũng là một mặt ngốc trệ. Huyết sát quỷ tổ mặt ngoài anh dũng, nhưng trong lòng thì đắng chát không thôi. Hắn lúc trước cái gọi là tự bạo, chỉ là vì uy hiếp tần trần bảo mệnh mà thôi. Hiện tại nếu làm không được, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc thật liền tự bạo. Có được giãn được, mới là đại trượng phu. Phi thường tốt, tần trần ánh mắt cúi xuống. Một mặt bình tĩnh nhìn xem huyết sát quỷ tổ, đối với huyết sát quỷ tổ cử động, hắn đã sớm nhìn rõ ràng, muốn tự bạo, gia hỏa này lúc trước liều chết thời điểm đã sớm tự bạo, sao lại chờ tới bây giờ. Thể nội thần hồn ngưng kết, tần trần bàn tay che bên dưới, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chộp vào huyết sát quỷ tổ hóa hình huyết sắc trên đầu lâu. Huyết sát quỷ tổ toàn thân lắc một cái, một đạo kinh khủng ám lôi thần hồn nô ấn chậm rãi tiến vào trong thân thể của hắn, hắn toàn thân càng là tiếp tục không chỉ kịch liệt phát run. Nhưng, Linh hồn của hắn phòng ngự lại bị hắn một chút xíu rỡ xuống, cho đến không có chút nào phòng ngự. Oanh, một đạo kinh khủng ám lôi nô ấn, tại linh hồn của hắn biển sâu chỗ hiển hiện, thật sâu điêu khắc ở linh hồn của hắn trong biển. Mà huyết sát quỷ tổ trong linh hồn ẩn chứa hết thảy, cũng triệt để bại lộ tại tần trần trước mặt, bị tần trần rõ ràng cảm giác được. Cái này huyết sát quỷ tổ quy tắc trật tự, ngược lại là có chút đặc biệt. Tần trần ánh mắt ngưng tụ, ẩn ẩn có chút cảm ngộ. Trùng nô ấn quá trình, cũng được giải đối phương một cái quá trình, ở trong quá trình này, huyết sát quỷ tổ hết thảy, đều sẽ được tần trần rõ ràng nhìn trộm đến, đây cũng là hắn lúc trước như vậy kháng cự duyên cớ. Một khi gieo xuống nô ấn, đã từng đủ loại hết thảy, tại chủ nhân trước mặt đều sẽ không có chút nào ẩn tàng. Giờ phút này, nô ấn không ngừng thẩm thấu, một chút xíu lạc ấn huyết sát quỷ tổ chi hồn. Huyết sát quỷ tổ toàn thân dùng mình, lòng quỷ tổ bọn người càng là triệt để nín hơi. Chứng kiến một màn kinh người này, một tên vĩnh hằng trật tự cảnh cường giả, bị gieo xuống nô ấn, điều này có thể sao? Cần biết, nô ấn cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện gieo xuống, cùng cấp bậc cường giả ở giữa muốn gieo xuống nô ấn, đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, bởi vì linh hồn cường độ tương đương, vô pháp làm đến tuyệt đối khống chế. Trừ phi, hai người mặc dù linh hồn tu vi muốn làm, trong khi bên trong một người linh hồn cấp độ cao hơn nhiều một người khác mới có khả năng này. Cũng tỉ như trong truyền thuyết trong yêu tộc, yêu hoàng nhất mạch, chân long nhất mạch chính là lại so với mặt khác yêu tộc càng thêm cường đại càng thêm cao quý cho dù là tu vi muốn làm long tộc cùng yêu hoàng bộ tộc chờ cũng có thể tại hạ vị yêu tộc trong đầu lưu lại ấn ký đây là huyết mạch áp chế mà tại minh giới tất cả mọi người là từ tử linh trường hà trung chuyển sinh chân chính quyết định bọn hắn linh hồn cao quý hay không là linh hồn chất lượng mà trước mắt cái kia tự xưng minh chủ người dùng cái này khắc triển lộ ra tu vi nếu là thật sự có thể tại huyết sát quỷ tổ trong linh hồn lưu lại nô ấn đây mới thực sự là có thể xác minh vạn cốt minh tổ lúc trước nói tới nội dung đồ vật. Lúc này, run rẩy bên trong, huyết sát quỷ tổ không có bất kỳ cái gì chống cự, tùy ý đến từ tần trần nộ ấn thật sâu khắc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu nhất. Oanh, một đạo đặc thù linh hồn ấn ký, chậm rãi hiện ra tại huyết sát quỷ tổ sâu trong linh hồn, luận linh hồn cường độ, kỳ thật tần trần linh hồn tu vi so với huyết sát quỷ tổ, cũng không có cường đại bên trên quá nhiều, dù sao bây giờ tần trần mới là siêu thoát nhị trọng vạn tượng thần cùng nhau cảnh nhưng là tần trần linh hồn ấn ký bên trong ẩn chứa một đạo cực kỳ mịt mờ khủng bố lôi quang tia này lôi quang cường đại vẻn vẹn một chút một tia liền để đến huyết sát quỷ tổ thần hồn sợ hãi vạn phần căn bản không có bất kỳ phản kháng dũng khí chỉ có thể mặc cho đạo này nô ấn triệt để lạc ấn thần hồn của hắn oanh đạo này nô ấn phát sáng cùng huyết sát quỷ tổ thần hồn triệt để dung hợp lại cùng nhau hoàn mỹ gieo xuống trừ phi tần trần tự tay giải trừ hoặc đem hắn linh hồn hoàn toàn phá hủy nếu không vĩnh viễn không bao giờ có thể diệt. Huyết sát quỷ tổ, cái này vùng đất bị vứt bỏ tồn tại đặc thù, tung hoành vùng đất bị vứt bỏ rất nhiều năm cường giả, lại là trở thành cái thứ nhất bị tần trần gieo xuống nô ấn người. Một lát sau, tần trần bàn tay từ huyết sát quỷ tổ trên đầu lâu chậm chạp rời đi. Phù phù, huyết sát quỷ tổ hai tay quỳ xuống đất, đầu lâu rủ xuống đất, lúc trước một chân quỳ xuống ngạo nghễ tư thế lập tức chuyển thành hèn mọn nhất quỳ sát, lão nô huyết sát quỷ tổ, bái kiến chủ nhân. Trong ánh mắt của hắn, không có phẫn nộ không cam lòng cùng mặt khác một chút cảm xúc có chỉ là cực hạn thành kính cùng sợ hãi từ nô ấn gieo xuống một khắc kia trở đi linh hồn của hắn liền đối với tần trần tràn đầy thành kính cái này sẽ là hắn sau này duy nhất hầu hạ chủ nhân mà sẽ không còn có một tơ một hào ngỗ nghịch nhìn xem huyết sát quỷ tổ cái kia tứ chi quỳ xuống đất tư thái long quỷ tổ bọn người nội tâm rung động thật sâu thật lâu im ắng như thế một tôn cùng bọn hắn cùng một chỗ tại vùng đất bị vứt bỏ tung hoành rất nhiều năm cường giả cứ như vậy bị cầm xuống, trong lòng bọn họ hay là vạn phần cảm khái, nhưng cùng lúc nhìn xem tần trần ánh mắt cũng càng là hồi hộp. Vậy mà thật gieo nô ấn, người này, đến tột cùng lai lịch ra sao? Trong lòng bọn họ, thật lâu vô pháp bình tĩnh, nếu như nói trước đó bọn hắn còn đối với vạn cốt minh tổ lời nói có chút hoài nghi nói, như vậy hiện tại cái này vẻ hoài nghi, sớm đã triệt để tan thành mây khói. Tần Trần không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn, hắn cúi đầu nhìn xem huyết sát quỷ tổ, nguyên bản rời đi huyết sát quỷ tổ đầu lâu bàn tay bỗng nhiên quang mang lóe lên, trùng điệp đập vào huyết sát quỷ tổ trên đầu lâu. Nhìn thấy một màn này, lòng quỷ tổ bọn người đều là trừng to mắt, thần sắc hoảng sợ. Phanh, đối mặt chủ nhân chi lực, huyết sát quỷ tổ căn bản không có khả năng có chút điểm phản kháng, đạo kia lực lượng quỷ dị một cái chớp mắt lan tràn toàn thân của hắn, lại đang trong nháy mắt đem hắn cả người hoàn toàn nuốt hết. Đây là tần trần tại dẫn động thể nội hỗn độn thế giới bên trong dương gian quy tắc chi lực, trực tiếp đánh vào huyết sát quỷ tổ thể nội, trong đó càng có huyết hà thánh tổ năm đó lưu lại một chút dương gian quy tắc chi lực. Khi cái này một cỗ dương gian chi lực tiến vào huyết sát quỷ tổ trong linh hồn thời điểm, huyết sát quỷ tổ toàn thân chấn động, cả người bỗng nhiên đứng lên. Đây là, hắn chấn kinh lên tiếng, oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng huyết hải khí thức từ trong thân thể của hắn bạo dũng mà ra, cuồn cuộn huyết hải khí tức trực tiếp sôi trào lên, giống như muốn chợt nổ tung bình thường. A, à, huyết sát quỷ tổ phát ra thống khổ gào thét mà trong tiếng gào thét, trên người hắn khí tức lại là đang điên cuồng kéo lên. Đồng thời, trên người hắn nguyên bản bị tần trần thôn vệ bản nguyên mà bị tổn thương thần hồn ý chí, càng là bằng tốc độ kinh người đang khôi phục. Oanh, vô tận khí tức phun trào, huyết sát quỷ tổ cả người huyền phù mà lên, cả người trên người lực lượng đang điên cuồng quét sạch. Âm dương dung hợp, đối với huyết sát quỷ tổ người cường đại như thế mà nói, có khả năng tăng lên so với cậu hoa bọn hắn lại là khủng bố hơn nhiều lắm. Đương nhiên, Tần Trần cũng không dám rút ra quá nhiều hỗn độn thế giới bên trong quy tắc chi lực, dù sao bây giờ hỗn độn thế giới bên trong dương gian chi lực đã tiêu hao quá nhiều, một khi rút ra quá nhiều, càng biết dẫn đến âm dương mất cân bằng. Mà huyết sát quỷ tổ khống chế minh giới rất nhiều quy tắc chi lực, cũng là bị Tần Trần rút lấy một tia, dung nhập vào hỗn độn thế giới bên trong, hoàn thiện hỗn độn thế giới thiên đạo quy tắc. Một lát sau, Tần Trần dừng lại quán thâu, buông ra tay phải. Oanh, huyết sát quỷ tổ huyền phù thiên địa, dừng lại gào thét, tại dừng lại gào thét trong nháy mắt, cả người hắn bỗng nhiên ngây người, sau đó run rẩy giơ hai tay lên, kinh ngạc nhìn, phản phất bỗng nhiên lâm vào không thể tưởng tượng nổi trong mộng cảnh. Xa xa long quỷ tổ bọn người vốn cho là tần trần muốn đối với huyết sát quỷ tổ hạ sát thủ mà cực kỳ hồi hộp thần sắc, giờ phút này cũng là bỗng dưng cứng đờ, trong mắt trợn tròn, thật lâu không dám tin vào hai mắt của mình cùng cảm giác. Bởi vì huyết sát quỷ tổ sinh mệnh khí thức cùng linh hồn khí thức vậy mà thay đổi hoàn toàn. Lúc trước huyết sát quỷ tổ bởi vì trọng thương, linh hồn pha tạp, khí tức tàn phá, càng là mang theo âm lãnh, cùng tà ác, bởi vì thôn vệ quá chết nhiều linh huyết khí, bản nguyên càng là pha tạp không chịu nổi. Nhưng là hiện tại, cả người hắn khí tức trên thân đúng là trở nên không gì sánh được mượt mà cùng hoàn mỹ, linh hồn cùng bản nguyên trở nên không gì sánh được vững chắc, thông thấu. Ẩn ẩn có một loại phản phát quy chân cảm giác, một loại không hiểu uy áp cuốn tới, làm cho long quỷ tổ bọn người từ sâu trong linh hồn đều cảm nhận được một tia áp bách mãnh liệt. Cái này vẻn vẹn chỉ là truyền lại mà đến uy áp a. À. Huyết sát quỷ tổ trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, cái này, mà huyết sát quỷ tổ thì là chấn kinh nhìn xem hai tay của mình, trong cổ họng phát ra dường như như nói mê kích động ngữ điệu. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, qua nhiều năm như vậy, hấp thu nhiều như vậy minh giới tử linh, hắn đang mạnh lên thời điểm, kỳ thật trong thân thể cũng lưu lại rất nhiều di chứng, đồng thời những di chứng này cực kỳ khủng bố, càng đi về phía sau đối với hắn tổn thương càng lớn nhưng hôm nay những di chứng này vậy mà hoàn toàn biến mất đồng thời hắn cảm giác đến linh hồn của mình không gì sánh được hoàn thiện giống như là đạt được trùng sinh bình thường một loại ẩn ẩn nhìn ra tam trọng hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới khí thức từ linh hồn hắn bên trong lan tràn ra mà hết thảy này đều là tần trần cho chợt huyết sát quỷ tổ chấn động toàn thân hắn đột nhiên nằm trên mặt đất đầu lâu không gì sánh được chi trọng đập rơi xuống đất đối với tần trần kích động thành kính nói thuộc hạ tạ ơn chủ nhân ban ân đầu của hắn đụng, thần tình kích động, trong hốc mắt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc đầu thần phục Tần Trần là hắn hành động bất đắc dĩ, mà bị gieo xuống nô ấn, trên bản chất là một loại sỉ nhục, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được vô tận vinh quang, thậm chí vì chính mình có thể thần phục Tần Trần, cảm nhận được vạn phần may mắn cùng vinh hạnh. Tử thần mộ chủ tên ngu ngốc này, lúc trước dám lựa chọn cùng chủ nhân đối kháng, hắn là thế nào dám? Chủ nhân loại tồn tại này, như thế nào hắn có thể ngấp nghé cùng khiêu khích đứng lên đi tần trần lại là thần sắc bình tĩnh khoát tay huyết sát quỷ tổ lập tức bị hắn đỡ lên lơ đánh ha ha huyết sát huynh về sau chúng ta chính là người một nhà vạn cốt minh tổ cười ha ha lấy đi lên phía trước ôm một cái huyết sát quỷ tổ cổ bất quá huyết sát huynh cái tên này không dễ nghe về sau bản tổ liền bảo ngươi là máu hai máu hai huyết sát quỷ tổ nghi hoặc nhìn xem vạn cốt minh tổ không biết hắn tại sao lại cho mình lên một cái tên như thế Vạn cốt minh tổ cười ha ha một tiếng nói đừng nhìn ta như vậy, sở dĩ bảo ngươi máu hai, không phải là bởi vì ngươi hai, mà là bởi vì minh chủ đại nhân dưới chướng trước đó đã có một vị huyết đạo cường giả, người này tên là huyết hà thánh tổ, cũng có thể hóa thân huyết hải, khí tức bành trướng, đi theo minh chủ đại nhân đã có một phen năm tháng, cho nên bây giờ ngươi gia nhập minh chủ đại nhân dưới chướng, chỉ có thể sắp xếp đệ nhị. Huyết hà thánh tổ, huyết sát quỷ tổ nổi lòng tôn kính, vội vàng nói, đa tả vạn cốt tiền bối nhắc nhở ha ha cái gì vạn cốt tiền bối quá khó nghe về sau ngươi liền gọi ta cốt lão tốt đẹp về sau mọi người cùng nhau tại minh chủ đại nhân dưới trướng làm việc ta bảo kê ngươi vạn cốt minh tổ ngạo nghễ nói còn có huyền quỷ lão ma các ngươi về sau đều có thể đi theo ta lăn lộn đa tà cốt lão lớn huyết sát quỷ tổ chắp tay nói huyền quỷ lão ma cũng vội vàng chắp tay luận tư lịch vạn cốt minh tổ hoàn toàn chính xác đều tại bọn hắn phía trên dễ nói dễ nói Vạn Cốt Minh Tổ cười hắc hắc, thân sắc hưng phấn, chính mình cuối cùng lại có mấy cái người hầu, hơn nữa còn là đỉnh cấp cường giả, thoải mái. Lấy huyết sát quỷ tổ thiên phú, một khi đột phá tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, tuyệt bước lại là một tôn minh tướng hoặc là đỉnh cấp quỷ vương cấp cường giả. Một bên, Tần Trần lại là không có để ý Vạn Cốt Minh Tổ hiện bảo, mà là quay người nhìn về hướng Long Quỷ Tổ bọn người. Minh chủ tiền bối, Long Quỷ Tổ bọn người cũng không dám lại khinh thị Tần Trần, vội vàng cung kính hành lễ. Tần Trần cười cười, hắn khoát tay, oanh, trong chốc lát vô biên tử hải chi thủy thu liếm, biến mất không thấy gì nữa, nhưng còn có một mảnh trừng trăm dặm phương viên biển chết chi thủy lưu lại. Tần Trần lại lần nữa vạch một cái kéo, lập tức trong phạm vi trăm dặm này hóa thành mười mấy đạo, nhào nhào trôi giạt đến long quỷ tổ đám người trước người. Long quỷ tổ bọn người giật nảy mình, tiền bối đây là, bọn hắn hồ nghi nhìn xem Tần Trần, chư vị tới mục đích, hẳn là vì cái này từ hải chi thủy đi. Tần Trần thản nhiên nói, không dám, Long quỷ tổ bọn người vội vàng khoát tay, chỉ là nhìn xem cái kia tử hải chi thủy ánh mắt, ẩn ẩn lại dẫn lửa nóng. Tử hải chi thủy cực kỳ cường đại, lợi hại nhất là có thể thông qua cảm ngộ trong đó sát ý, để tự thân càng xâm nhập thêm tử hải cấm địa, chính là vùng đất bị vứt bỏ trí bảo. Bọn hắn trước đó chính là vì vật này mà đến, trong lòng thì như thế nào không ngấp nghé đâu. Chỉ là bởi vì tần trần thực lực quá mạnh, bọn hắn bây giờ cũng không dám suy nghĩ thôi. Ha ha, chư vị không cần khẩn trương, Bản minh chủ đi vào vùng đất bị vứt bỏ này vốn là vì nghĩ biện pháp cùng chư vị cùng nhau rời đi cái này từ hải cấm địa. Bản minh chủ cũng biết chư vị muốn có được từ hải chi thủy nguyên nhân, cho nên cái này hơn 10 đoạn từ hải chi thủy bản minh chủ liền tặng cho chư vị. Chư vị có thể mang về hoặc dung hợp hoặc cảm ngộ cũng có thể tăng lên tự thân đối với từ hải sát ý kháng tính lấy dễ dàng hơn tiến vào từ hải cấm địa tìm tới biện pháp rời đi. Tần trần thản nhiên nói: cái gì đưa cho chúng ta cái này? Giờ khắc này, lòng quỷ tổ bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, một mặt chấn kinh. Khó có thể tin